Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Chương 1701. Vậy thì vấn đề đến rồi. Diệp Huyên suy nghĩ một chút, sau đó nói, được, ta đồng ý với cô. Nhưng ta hy vọng chờ đến lúc nó khôi phục lại ký ức được một ít, rồi cô hẳn đi. A Việt nhìn thẳng vào Diệp Huyên, người có thấy ta bạo lực không? Diệp Huyên do dự một lát rồi nói, có một tẹo thật. A Việt lại nói, nó còn bạo lực hơn cả ta. Ta nói cho ngươi biết, bây giờ ngươi thông cảm cho nó, sau này nó khôi phục rồi, ngươi lãnh đủ. Diệp Huyên không hiểu, tại sao? A Việt lạnh lùng đáp, ngoại trừ chủ nhân nó ra, ai nó cũng không nể cả, cho dù là đại tỷ ngày trước nó cũng không phục nữa là, còn như ngươi, có thể nó sẽ đánh chết tươi đấy. Diệp Huyên cười khổ, chắc là không đâu. A Việt nhún vai một cái, có tin hay không thì tùy ngươi, nhưng mà ta đề nghị nhé. Khi nó còn chưa khôi phục lại, người mau tống nó đi đi, hoặc là để nó vĩnh viễn không khôi phục lại được. Dù sao thì bây giờ nó cũng tốt lắm, tuy vẫn ngu, nhưng dễ bắt nạt. Diệp Huyên. A Việt đang định nói tiếp thì Diệp Huyên bỗng hỏi, chủ nhân ban đầu của tháp này là ai vậy? Lợi hại không? Nghe vậy, A Việt trầm mặc. Diệp Huyên nhẹ giọng hỏi, không thể nói à? A Việt lắc đầu, sau đó đáp, là một người rất là lợi hại. Còn hiểu rất nhiều chuyện, nói chung là ghê gớm đáng gờm lắm. Diệp Huyên hỏi, vậy so với chủ nhân của kiếm trên đỉnh tháp đi, ai lợi hại hơn ai? A Việt im lặng, chủ nhân của tháp giới ngục. Diệp Huyên cũng vô cùng tò mò về người này. Tuy rằng hắn không biết nhiều về tháp giới ngục nhưng từ thông tin của những người mà nó nhốt lại cũng đủ để chứng minh nó khủng bố cỡ nào. Mà người tạo ra tháp giới ngục này khẳng định là sẽ càng khủng bố hơn. Vậy thì vấn đề đến rồi. Chủ nhân tháp giới ngục lợi hại hay là chủ nhân của kiếm trên đỉnh tháp lợi hại? Lúc này, A Việt đột nhiên nói, người hỏi nhiều như vậy làm gì? Diệp Huyên cười nói, tò mò. A Việt lạnh nhạt nói, người chỉ cần hiểu một điều là được. Diệp Huyên vội vàng hỏi, cái gì? Chương 1702, chính là hiểu biết về không gian. A Việt nói, mặc kệ người ta có mạnh hay không. Dù sao bản thân ngươi rất yếu. Diệp Huyên. A Việt lạnh nhạt nói, ra bên ngoài, ta dạy ngươi dùng đạo tắc không gian. Diệp Huyên vội vàng gật đầu, được được. A Việt dẫn Diệp Huyên đến phía sau núi của Võ Việt, đứng từ đỉnh núi nhìn xuống, có thể thấy toàn bộ phong cảnh phía dưới. A Việt nhìn phía dưới, nhẹ giọng nói, kỳ thật, thế giới tứ duy này rất tốt, vì sao mấy gã ngu kia lại liều mạng muốn đến ngũ duy chứ? Diệp Huyên trầm giọng nói, ngũ duy không tốt sao? A Việt lạnh nhạt nói, không thể nói là không tốt, chỉ có thể nói, bản thân tứ duy này cũng rất tốt, vì sao phải đi ngũ duy? Chăng ở ngũ duy cũng không tròn hơn ở đây, hay là nói, mấy người các ngươi luôn cho rằng nơi khác thì tốt hơn quê hương của mình? Diệp Huyên cười nói, không phải vậy, dù sao ta thấy tứ duy rất tốt. A Việt ngẩng đầu nhìn xa xa phía chân trời. Nhẹ giọng nói, thế giới này luôn như vậy, rất nhiều người liều mạng muốn ra ngoài, mà rất nhiều người thì liều mạng muốn đi vào. Một đám người phàm, làm sao biết những gì mình có thật ra lại là thứ mà người khác mơ ước. Nghe những lời A Việt nói, Diệp Huyên trầm lặng. Ngũ duy này có thể không phải nơi tốt đẹp gì. Cũng đúng, nếu là một chỗ đặc biệt tốt, thì sao cái tháp kia lại chạy ra ngoài? Nhìn thế nào thì nó cũng không giống chạy ra ngoài chơi. Lúc này, A Việt đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, nàng ta nhẹ nhàng vẫy tay phải một cái, đạo tắc không gian đột nhiên bay ra từ trong cơ thể Diệp Huyên, sau đó vững vàng dừng ở trong lòng bàn tay nàng ta. A Việt nhìn thấy đạo tắc không gian kia, liền vô cùng tức giận, đều là cái tháp này, đồ ngu xuẩn này a. Diệp Huyên. A Việt nhìn sang Diệp Huyên, biết chơi không gian không? Sắc mặt Diệp Huyên có chút cổ quái, chơi không gian. A Việt nói, chính là hiểu biết về không gian. Diệp Huyên gật đầu, hiểu một chút, nhưng so với A Việt cô nương, khẳng định là kém hơn rất nhiều. Nghe vậy, A Việt khẽ gật đầu, tuy rằng ngươi rất yếu, nhưng cũng không phải quá tệ, không sao cả, ta dạy ngươi. Vừa dứt lời, tay phải nàng ta vung lên, trong phút chốc, bốn phía không gian quanh Diệp Huyên bắt đầu rung động. Diệp Huyên có chút khó hiểu, đây là... A Việt nói, biết không gian là cái gì không? Chương 1703, sẽ không vượt quyền.
Diệp Huyên do dự một lát, sau đó nói, còn có thể là cái gì? A Việt lắc đầu, không có văn hóa, thật đáng sợ. Diệp Huyên. A Việt lật tay phải ra, trong tay xuất hiện một quyển sách cổ, nàng ta mở sách cổ ra, nhìn một lát, sau đó nói, không gian là một loại hình thức tồn tại của khách thể vật chất tương đối với thời gian, nhưng hai thứ quan hệ mật thiết không thể tách rời. Dựa theo lý thuyết chiều vũ trụ là từ sau vụ nổ mạnh, trạng thái của vũ trụ từ một ban đầu phân tách ra, cũng chính cái gọi là một sinh vạn vật, cũng chính bởi vì như vậy, từ đó có các hình thức tồn tại khác nhau. Sự đo lường khác biệt vị trí giữa vật với vật được gọi là không gian, sự biến đổi của vị trí do thời gian đo lường. Không gian biểu hiện bởi chiều dài, độ rộng, độ cao, độ lớn nhỏ. Thông thường chỉ tứ phương trên dưới. Nói đến đây, nàng ta nhìn Diệp Huyên, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyên vẻ mặt ngơ ngác. A Việt lắc đầu thở dài, không chăm chỉ đọc sách thật đáng sợ. Nói xong, nàng ta nhìn sách cổ trong tay tiếp tục nói, ta giới thiệu một cách đơn giản cho ngươi, không gian có rất nhiều loại, đã biết có không gian vũ trụ, không gian chiều, không gian tư tưởng, ba loại này đều là phạm trù không gian. Mà hiện tại, không gian ngươi đang ở là không gian chiều, mà không gian chiều này chia làm không gian tuyệt đối và không gian tương đối. Không gian được tạo thành từ các tuyến khác nhau, tuyến tạo thành hình dạng khác nhau, trong tuyến chính là không gian. Không gian là một khái niệm tương đối, hình thành nên khái niệm trừu tượng của sự vật, khái niệm trừu tượng của sự vật tham chiếu dựa theo sự tồn tại của không gian. Mà mức độ làm chủ không gian của ngươi bây giờ cũng chỉ có phá hoại đơn giản, ví dụ như ngươi dùng lực lượng của ngươi cưỡng chế phá hoại mảnh không gian này, đây là cậy mạnh, hơn nữa, cũng không tính là làm chủ không gian. Nói xong, nàng ta gập sách cổ lại, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, ngươi nói, không gian do các đường khác nhau tạo thành, nói cách khác, ta thật ra có thể thay đổi các đường đó, làm loạn không gian một lần nữa, hoặc là tổ chức lại. A Việt chớp chớp mắt, sau đó nói, ngươi đợi chút, ta xem lại. Nói xong, nàng ta mở sách cổ trong tay ra. Diệp Huyên. Một lát sau, A Việt nhìn Diệp Huyên, về mặt lý thuyết, ngươi nói không sai, nhưng, đây cũng không phải một việc đơn giản. Bởi vì đường không gian có pháp tắc cùng với đạo tắc chấn giữ và bảo vệ, đây là lý do vì sao sau khi các ngươi phá hoại không gian, các đạo tắc và pháp tắc của thế giới này có thể lập tức sửa chữa phục hồi lại không gian. Trong trường hợp bình thường, ngươi là không thể phá hủy những pháp tắc và đạo tắc này, bởi vì thực lực của ngươi không lợi hại bằng thiên đạo thế gian. Nhưng, bây giờ ngươi có đạo tắc không gian, nó không phải đạo tắc không gian của tứ duy, nhưng nó là đạo tắc không gian của ngũ duy. Diệp Huyên hỏi, đạo tắc không gian của ngũ duy có thể quản lý không gian của tứ duy không? Liệu có vượt quyền không? A Việt nhìn Diệp Huyên, nàng ta chớp chớp mắt, như đang suy nghĩ vấn đề này, một lát sau, nàng ta lại mở sách cổ trong tay ra. Diệp Huyên. Một lát sau, A Việt gập sách cổ lại, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên. Sẽ không vượt quyền, Diệp Huyên hỏi, vì sao? Chương 1704. Chủ nhân của ngươi còn viết sách gì nữa? A Việt nói, cho dù là tứ duy hay là ngũ duy thì cũng đều ở trong phạm trù của vũ trụ, mà đạo tắc không gian của ngũ duy cao hơn của tứ duy, bởi vậy đạo tắc không gian ngũ duy có thể cải cách ngược lại không gian tứ duy. Dĩ nhiên, ngươi phải cẩn thận một chút, bởi vì tứ duy có thiên đạo, mà ngươi không đánh lại thiên đạo, cho nên, việc ngươi cải cách ngược không gian tứ duy có rủi ro, bởi vì thiên đạo có thể sẽ đến đánh ngươi. Việc này giống vậy ngươi đột nhiên đi dụ dỗ vợ người ta khẳng định sẽ xử lý ngươi. Diệp Huyên hơi giật khóe miệng, ngươi so sánh như vậy. Có thể đổi cách khác tốt hơn chút không? A Việt lại nói, bây giờ, ngươi có thể bắt đầu từ tổ chức lại không gian, chính là kiểm soát những đường không gian này, tổ chức lại chúng. Diệp Huyên vội hỏi, tổ chức lại không gian, có tác dụng gì? A Việt lại mở sách cổ, sau khi nhìn một hồi lâu. Nàng ta nhìn sang Diệp Huyên, cắt không gian. Vừa dứt lời, nàng ta nhìn sang bên phải cách xa trăm trượng có một cây cổ thụ, mở lòng bàn tay ra, trong phút chốc. Xì! Trước ánh mắt kinh ngạc của Diệp Huyên, không gian nơi cây cổ thụ kia đột nhiên bị bóp méo biến dạng, cùng lúc đó, cây cổ thụ kia biến thành vô số khúc không một tiếng động, cuối cùng biến mất một cách kỳ lạ. A Việt nhìn Diệp Huyên, tổ chức lại không gian, cắt không gian, chuyển không gian. Nếu ngươi nắm vững ba dạng này,
ngươi có thể dễ dàng xóa đi một người khỏi mảnh không gian này. Ngươi bây giờ có thể bắt đầu từ tổ chức lại không gian. Diệp Huyên hỏi, làm sao tổ chức lại không gian? A Việt lại xem sách cổ trong tay, lúc này, Diệp Huyên đột nhiên hỏi, có thể cho ta xem không? A Việt cũng thật hào phóng, đưa sách cổ cho Diệp Huyên, hắn mở ra vừa nhìn, vẻ mặt ngẩn ngơ. Đọc không hiểu. Hắn chưa từng gặp qua chữ trong sách cổ. Diệp Huyên mỉm cười, sau đó trả sách cổ lại cho A Việt, rồi hỏi, đây là sách gì vậy? Ai viết? A Việt lãnh đạm nói, lý luận không gian, chủ nhân trước kia viết. Diệp Huyên, ồ, một tiếng, sau đó nói, chủ nhân của ngươi còn viết sách gì nữa? A Việt nói, chủ nhân viết rất nhiều sách, trong đó còn có một quyển tên là gì? À, nhớ ra rồi, tên là Luận Vũ Trụ, đại tỷ đặc biệt thích quyển sách này. Nói xong, nàng ta nhìn sang Diệp Huyên, đừng lãng phí thời gian. Mau học đi, ta dạy ngươi. Dứt lời, nàng ta nhìn sách cổ trong tay, đường không gian, không nhìn thấy được, nhưng có thể cảm nhận được, ý niệm dung nhập không gian, cảm nhận đường không gian. Diệp Huyên không nghĩ nhiều, vội vàng nghe theo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1705. Không thấy rõ gương mặt. Chấm chấm chấm. Nam hoang giới, nhà họ Tần. Nhà họ Tần là tộc lệ thuộc của Đường tộc, nhưng lại phản bội Đường tộc. Theo lý mà nói, nhà họ Tần khẳng định sẽ biến mất khỏi thế gian, nhưng mà điều làm cho mọi người bất ngờ chính là nhà họ Tần này vẫn sống tốt như trước. Hôm nay, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện ở khoảng không phía trên nhà họ Tần. Người này chính là tộc trưởng Đường tộc, Đường Diêm. Đường Diêm nhìn xuống nhà họ Tần, không có bất kỳ lời thừa nào, ông ta đánh một chưởng xuống. Một lực lượng mạnh mẽ bay thẳng, nghiền ép xuống nhà họ Tần. Ngay lúc lực lượng đó xuống tới nhà họ Tần, nó lại tan biến không một tiếng động. Lúc này, Tần Trọng xuất hiện ở trong sân, ông ta ngẩng đầu nhìn Đường Diêm, cười nói, Đường tộc trưởng nếu đã đến, sao không xuống dưới ngồi một chút. Đường Diêm nhìn thoáng qua Tần Trọng, xoay người rời đi. Trong sân, Tần Trọng thu hồi ánh mắt, im lặng không nói, một lúc lâu sau, lão ta xoay người rời đi. Chấm 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 chấm. Đông Hoang giới. Đông Hoang giới cũng thuộc vũ trụ hỗn độn, chỉ có điều chỗ này gần như đã bị người của ba hoang giới còn lại lãng quên. Bởi vì người của Đông Hoang giới đã không đặt chân qua Táng Thần Nguyên cả nghìn năm rồi. Táng Thần Nguyên nghìn dặm đất chết, bầu trời quanh năm u ám, linh khí loãng, đừng nói người, ngay cả con kiến cũng không có. Mà ở giữa Táng Thần Nguyên có dựng một cột sắt cao hơn 10 trượng, phía trên cột sắt treo một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên cứ treo ở trên cột sắt như vậy, tóc dài che mặt, không thấy rõ gương mặt. Đúng lúc này, một cô bé ước chừng khoảng 16 tuổi dẫn theo một ông lão chậm rãi đi tới. Cô bé mặc một chiếc áo gấm dài màu trắng thuần đơn giản, khuôn mặt như tranh, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng đã có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Cô bé đeo một thanh kiếm dài có vỏ quanh eo, lông mày như kiếm, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong dung mạo tuyệt thế kia, mang theo khí thế ngạo nghễ nhìn thiên hạ. Cô bé đi đến dưới cây cột, nàng ngẩng đầu nhìn lên cột dài, nhẹ giọng nói, người này là Cổ Đạp Thiên, người năm đó ngăn cản thần quốc ta Tây Tiến. Chương 1706. Một kiếm chém trăm vạn thi thể. Phía sau, ông lão khẽ hành lễ, không tính là vậy. Mặt cô bé không chút thay đổi, yên tĩnh đợi bên dưới. Ông lão chỉ đằng xa, nơi đó có một vết nứt sâu không thấy đáy, vết nứt này kéo dài qua cả Táng Thần Nguyên, chỗ vết nứt nhẵn bóng như gương, giống như là bị lợi kiếm chém nứt. Ông lão mở lòng bàn tay, một quả cầu thủy tinh xuất hiện ở trong tay ông ta. Ngay sau đó, quả cầu thủy tinh phát ra một đường ánh sáng xanh lam óng ánh, rất nhanh, phía chân trời xuất hiện một bức màn nước, trong màn nước chính là Táng Thần Nguyên. Bên phải là một người đàn ông trung niên mặc giáp tím, tay cầm trường thương, ánh mắt thâm thúy như biển sao trời, mà ở phía sau hắn ta, là trăm vạn đại quân thần quốc. Mà trước trăm vạn đại quân này, tòa tháp nhỏ màu đen bay lơ lửng, phía trên tòa tháp có một cô gái váy trắng đứng đó. Cô gái váy trắng cầm một thanh kiếm trong tay, tay phải nhẹ nhàng vạch một đường xuống mặt đất, trong phút chốc, mặt đất lập tức xuất hiện một vết kiếm rộng không thấy đáy. Cô gái váy trắng cầm kiếm chỉ vào vết kiếm kia, người vượt qua ranh giới, chết. Bên phải,
Người đàn ông trung niên nhìn cô gái váy trắng, mặt không chút thay đổi, hắn cầm trường thương chỉ Cổ Đạp Thiên bị treo trên cột sắt ở cách đó không xa, hắn ta chính là kết cục của các hạ. Giết! Vừa dứt lời, trăm vạn đại quân cùng xông lên. Nhìn thấy trăm vạn đại quân kia xông tới, tòa tháp đen bay lên không trung, cô gái váy trắng không thay đổi sắc mặt, chém một kiếm xuống. Suy! Một tia kiếm quang đánh xuống từ không trung. Trăm vạn đại quân còn chưa kịp phản ứng, đầu của bọn họ đã rơi xuống đất, đồng loạt như một. Dường như chỉ trong phút chốc, trên mặt đất có hơn trăm vạn thi thể. Một kiếm chém trăm vạn thi thể. Mà người đàn ông trung niên đứng đầu thần quốc kia đã tan biến cả thân xác, chỉ còn lại linh hồn, không chỉ có như thế, linh hồn cũng đang càng ngày càng mờ ảo. Người đàn ông trung niên ngỡ ngàng nhìn cô gái váy trắng, ngươi là thần sao? Cô gái váy trắng hơi nhếch khóe miệng, thần có thể tiếp một đỡ của ta không? Vừa dứt lời, nàng xoay người tiến vào tháp nhỏ màu đen, rất nhanh, tháp đen biến mất dần ở phía cuối chân trời mênh mông. Người đàn ông trung niên biến mất, hình ảnh dừng lại tại đó. Chương 1707, một kiếm thánh siêu phàm 16 tuổi. Giữa sân, ông lão thu hồi quả cầu thủy tinh, nhẹ giọng nói, trong trận chiến năm đó, đội quân tinh nhuệ của thần quốc ta bị diệt toàn bộ. Nếu không phải thi thể của Cổ Đạp Thiên này trấn giữ thế lực liên minh trật tự, sợ rằng thần quốc ta cũng biến mất trên đời rồi. Nói đến đây, ông ta nhìn về phía thi thể Cổ Đạp Thiên, nhẹ giọng nói, người đời đều tưởng Cổ Đạp Thiên ép thần tộc ta lui binh, thực ra bọn họ làm sao biết, người thật sự ngăn cản thần tộc ta là cô gái váy trắng còn mạnh hơn thần kia. Cô gái váy trắng. Lúc này, cô bé đột nhiên đi đến trước chỗ vết chém, mà khi nàng vừa mới tới gần, kiếm bên hông nàng bắt đầu rung lên mạnh mẽ. Kiếm ý. Bên trong vết kiếm kia có ẩn chứa kiếm ý, mà kiếm ý này ngàn năm vẫn chưa tan. Lúc này, ông lão chợt thay đổi sắc mặt, đừng tới gần. Cô bé giơ tay phải lên, ý bảo ông lão lui xuống, ông lão không dám làm trái, lập tức vội vàng lùi sang một bên. Cô bé chậm rãi đi về hướng kiếm ý, mà kiếm ý kia càng ngày càng mạnh, mục tiêu quá rõ ràng. Cô bé không hề thay đổi biểu cảm, tiếp tục đi đến, nhưng thanh kiếm bên hông bắt đầu rung lên dữ dội, giống như muốn thoát ra khỏi vỏ. Tay trái cô bé giữ chặt vỏ kiếm, tiếp tục đi tới, rất nhanh đã đến chỗ vết chém, mà lúc này, kiếm ý kia bỗng hóa thành một thanh kiếm chém về phía nàng. Cô bé không thay đổi sắc mặt, bước hướng về phía trước một bước. Sau đó rút kiếm chém một nhát. Suy! Một tia kiếm quang chém mạnh xuống. Kiếm thánh siêu phàm. Một kiếm này trực tiếp bộc lộ thực lực của cô bé. Một kiếm thánh siêu phàm 16 tuổi. Một kiếm kia của cô bé chém lên kiếm ý, chỉ phút chốc, nàng bị đánh bay ra sau, nhưng rất nhanh, nàng lại xông đến, mà lúc này đây, nàng không xuất kiếm, mà là để mặc kiếm ý kia đứng trên đỉnh đầu nàng. Cách đó không xa. Mặt ông lão trong nháy mắt biến sắc, nhưng rất nhanh, ông ta ngẩn người. Bởi vì kiếm ý kia trực tiếp bị cô bé hấp thu. Cô bé đứng ở đó, thanh kiếm bên hông rung mạnh. Mà những kiếm ý kia không ngừng đổ vào cơ thể cô bé, ước chừng khoảng một khắc, cô bé đột nhiên rút kiếm ra. Vù! Một tiếng kiếm vang vọng lên, thẳng đến mấy trời. Chương 1708, ta suy nghĩ một chút. Lúc này, kiếm ý bao trùm cả bầu trời. Giờ phút này, kiếm đạo của cô bé từ thánh nhập thần. Mà vết kiếm trên mặt đất kia cũng theo đó biến mất. Sau một hồi, cô bé xoay người rời đi, truyền lệnh xuống, triệu tập chư vương và 26 thánh tới gặp ta. Ông lão lặng lẽ lui xuống. Chấm chấm chấm. Bắc hoang giới, liên minh trật tự. Trong điện, tinh chủ ngồi im lặng, trong tay ông ta cầm một quyển sách cổ. Ở trong điện, phía dưới chỉ có một người, Khô Đại Sư. Khô Đại Sư nhẹ giọng nói, lựa chọn tốt nhất của chúng ta bây giờ là bình tĩnh quan sát biến hóa của cục diện. Tinh chủ không nói gì. Khô Đại Sư lại nói, đương nhiên, cũng không thể để đám Diệp Huyên lớn mạnh lên nữa. Tinh chủ nhìn Khô Đại Sư tiếp tục. Khô Đại Sư trầm giọng nói, đường tộc, nếu chúng ta có thể khiến cho đường tộc không nhúng tay vào, thì có thể dễ dàng tiêu diệt Diệp Huyên và thần Võ Thành. Tinh chủ lắc đầu, đường tộc nhất định sẽ nhúng tay. Khô Đại Sư gật đầu, vậy để người khác kiềm chế đường tộc. Tinh chủ nhíu mày, yêu tộc. Khô Đại Sư gật đầu,
nếu yêu tộc có thể kiềm chế đường tộc, chúng ta muốn giết Diệp Huyên, dễ như trở bàn tay. Tinh chủ lắc đầu, yêu tộc có dã tâm rất lớn, nếu mời bọn họ ra tay, sẽ phải trả cái giá cực lớn. Hơn nữa, yêu tộc là ngoại tộc, không tin được. Khô đại sư trầm giọng nói, đây là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Tinh chủ nhẹ giọng nói, ta suy nghĩ một chút. Khô đại sư khẽ gật đầu, không nói gì nữa, lập tức lui xuống. Trong điện, tinh chủ lặng im hồi lâu, cuối cùng ông ta đứng dậy rời đi. Chấm chấm chấm. Thần Võ Thành. Dưới sự cố gắng của Võ Viện và Kiếm Tông, Thần Võ Thành đã khôi phục lại được một nửa. Dù sao cũng không phải người thường, đối với những cao thủ siêu cấp này mà nói, xây dựng một tòa thành chỉ là việc đơn giản. Chương 1709. Ta dĩ nhiên biết điều đó. Chẳng qua, bởi vì chuyện của liên minh trật tự nên các thế gia và thương gia trong thành có người chết, có người bỏ đi. Bây giờ, cả tòa thành vắng vẻ, chỉ có đệ tử của Võ Viện và Kiếm Tông. Không đúng, còn có một thế lực không đi, đó là Thương Hội Thông Bảo. Không chỉ không đi, Thương Hội Thông Bảo còn giúp đỡ rất nhiều cho việc xây dựng Thần Võ Thành của Võ Viện và Kiếm Tông, nếu không, Thần Võ Thành muốn xây dựng lại nhanh như vậy, vẫn là có chút khó khăn. Hôm nay, bạch chỉ của Thương Hội Thông Bảo đến Kiếm Tông, nàng ta ngồi yên lặng trong một đại điện chưa xây xong. Không biết bao lâu sau, một người đàn ông đi vào đại điện. Người tới chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên ngồi xuống chỗ đối diện với bạch chỉ, cười xin lỗi, thật xin lỗi, để bạch chỉ cô nương đợi lâu rồi. Bạch chỉ mỉm cười, việc nhỏ. Diệp Huyên cười nói, bạch chỉ cô nương hôm nay đến, hẳn là có chuyện gì? Bạch chỉ gật đầu, có việc muốn thương lượng với ngươi. Diệp Huyên nói, mời nói. Bạch chỉ nói, hiện giờ Thần Võ Thành còn nhiều việc cần phải làm, ngươi có ý tưởng gì không? Diệp Huyên cười nói, bạch chỉ cô nương, cô không cần vòng vo với ta. Nói thẳng mục đích cô đến đây đi. Bạch chỉ gật đầu, ta có một ý tưởng, đó là mở lại thương hội ở đây. Diệp Huyên trầm giọng nói, bạch chỉ cô nương, cô phải nghĩ kỹ, bây giờ trong Thần Võ Thành cơ bản không mấy người, không chỉ có như thế, liên minh trật tự có thể trở lại bất cứ lúc nào, khi đó, thương hội thông bảo của cô sẽ tổn thất rất lớn. Bạch chỉ cười nói, ta dĩ nhiên biết điều đó. Diệp Huyên có chút khó hiểu, cô biết mà còn muốn đến. Bạch chỉ nói, ta có một ý tưởng, người có thể nghe thử xem. Chính là, người dùng thân phận thành chủ Thần Võ Thành mời đường tộc, yêu tộc, còn cả một vài thế lực khác vào đây, có thể cho phép bọn họ thành lập thương hội hoặc thế lực của chính mình tại đây. Tất nhiên, phải nộp tiền thuê, người cho bọn họ thuê địa bàn, theo kiểu có kỳ hạn. Diệp Huyên nhíu mày, bọn họ sẽ đến. Bạch chỉ cười nói, nhất định, bởi vì nơi này có một thần mạch, dưới đất Thần Võ Thành này vẫn còn thần mạch kia, nơi này chính là thánh địa tu hành, mà rất nhiều võ giả đều muốn đến. Mà chỉ cần có người đến, mấy thế lực kia khẳng định sẽ định cư ở đây, bởi vì có lợi ích. Ví dụ như đường tộc, mấy vị công tử đường tộc và vị đại tiểu thư đường thanh kia đều có binh lính của riêng mình, mà nuôi lính riêng cần cái gì? Cần tiền. Mà nơi tốt như Thần Võ Thành, nếu ngươi mở cửa với bên ngoài, bọn họ nhất định sẽ rung động. Không chỉ có đường tộc, yêu tộc cũng vậy, tuy rằng yêu tộc không tham gia vào việc của con người, nhưng, một vài thương gia của bọn chúng cũng hoạt động mạnh ở bên ngoài. Thần Võ Thành từng không cho phép những thế lực kia đến đây, nhưng bây giờ, nếu ngươi mở cửa với bên ngoài, bọn họ nhất định sẽ đến. Chương 1710. Đây chính là đạo tắc không gian. Diệp Huyên trầm giọng nói, một khi bọn họ đến, khi đó, Thần Võ Thành sẽ là Thần Võ Thành của mọi người. Bạch chỉ gật đầu, khi đó, cho dù liên minh trật tự muốn ra tay, cũng chỉ dám nhằm vào ngươi cùng Kiếm Tông và Võ Viện, mà không dám tùy tiện nhằm vào Thần Võ Thành. Tất nhiên, nếu thực lực ngươi đủ mạnh, có thể liên kết những thế lực này lại, chỉ cần đủ lợi ích, bảo bọn họ cùng ngươi chống lại liên minh trật tự cũng không phải là không thể. Hơn nữa, có những thế lực này gia nhập, cũng sẽ làm cho người ngoài yên tâm, khi đó, sẽ có càng nhiều người đến Thần Võ Thành. Diệp Huyên suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, quả thật là một ý kiến không tồi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía bạch chỉ cô nương, cô chọn một chỗ đi. Miễn 10 năm tiền thuê. Hắn tự nhiên vẫn rất biết ơn bạch chỉ, lúc trước cô gái này đã giúp hắn không ít. Bạch chỉ mỉm cười, ta cũng sẽ không từ chối.
Diệp Huyên cười nói, còn có một chuyện làm phiền cô, chính là, nếu như cho thuê thì cô cảm thấy thu tiền thuế như thế nào mới thích hợp. Bạch Chỉ nghĩ nghĩ, sau đó nói, điều này cần bàn bạc. Diệp Huyên gật đầu, ta tìm một người đến bàn bạc với cô. Nói xong, hắn truyền âm bằng huyền khí. Chỉ chốc lát, một cô gái đi đến, là Khương Cửu. Khương Cửu nhìn thoáng qua Diệp Huyên, có việc. Diệp Huyên gật đầu, tiểu Cửu, ta muốn bổ nhiệm cô làm đại tổng quản thần võ thành, phụ trách tất cả mọi chuyện trong thần võ thành, tóm lại, cô và Bạch Chỉ bàn bạc với nhau đi. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Bạch Chỉ lắc đầu cười, ông chủ đùn đẩy trách nhiệm. Khương Cửu nhìn Bạch Chỉ, người sau trầm giọng nói, Khương cô nương, bây giờ cô cần dựa trên danh nghĩa của Diệp công tử gửi một bức thư cho những thế lực lớn, thành tâm mời bọn họ đến thần võ thành. Đây, ta nói cho cô cần mời những thế lực nào, thứ nhất là Đường tộc, còn có Yêu tộc, còn có. Trong lúc hai cô gái bàn bạc, Diệp Huyên trở lại phía sau núi Kiếm Tông. Trên đỉnh núi, A Việt lẳng lặng đứng đó, trong lòng bàn tay nàng có một chữ, không, nhỏ bay lơ lửng. Đây chính là đạo tắc không gian. Diệp Huyên đi đến phía sau A Việt, người sau nói, bây giờ ngươi đã nắm khá vững kiến thức về lý luận của không gian, có thể thực hành rồi. Nhưng, khi thực hành, ngươi không được dùng đạo tắc không gian, nếu không, điều này tương đương với gian lận. Diệp Huyên gật gật đầu, sau đó hắn tĩnh tâm, rất nhanh, không gian xung quanh hắn bắt đầu dần dần rung động. Một bên, A Việt đứng nhìn Diệp Huyên, thỉnh thoảng nàng ta sẽ nói để sửa lại. Cứ như vậy, sau khoảng nửa canh giờ, không gian trước mặt Diệp Huyên đột nhiên gấp lại, không gian gấp lại lộ vẻ kỳ dị khác thường, bởi vì cảnh không gian gấp vào trong kia là trừu tượng, vô cùng kỳ lạ. Mà lại qua ước chừng một lúc lâu sau, không gian trước mặt Diệp Huyên bắt đầu di chuyển rất nhanh. Tổ chức lại. Không gian trước mặt Diệp Huyên thế mà đang tổ chức lại một cách kỳ dị, khó có thể dùng ngôn ngữ nào để hình dung hình ảnh kia. Chương 1711, nó thành tin hot rồi. Trùng tu không gian. Dưới sự chỉ dẫn của A Việt, Diệp Huyên không cần dùng đến đạo tắc không gian thì cũng có thể lợi dụng những đường cong không gian kia để xây dựng lại không gian mới, chẳng qua tốc độ khá chậm, nếu dùng để đối địch thì rõ ràng là điều không thể. Nhưng cũng may, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Một lúc sau, dưới sự điều khiển của Diệp Huyên, không gian xung quanh hắn bắt đầu tạo thành đủ loại hình dạng kỳ lạ. Không chỉ có vậy, hắn còn có thể dùng không gian để cắt, chính là trực tiếp phân giải năng lượng vật chất được lưu giữ bên trong không gian. Lực sát thương của loại thuật pháp này vô cùng mạnh, ngay cả hắn cũng kiêng kỵ phần nào. Thuật cắt không gian. Thực ra đây chính là một bí thuật từ thượng cổ. Cứ thế, ngày nào Diệp Huyên cũng điên cuồng tu luyện tại dãy núi phía sau Kiếm Tông. Dưới sự chỉ đạo hướng dẫn của Khương Cửu và Bạch Chỉ, thời gian dần trôi đi, một vài thế lực và tu sĩ bắt đầu tiến vào thần võ thành. Suy cho cùng, đây là nơi có thần mạch mà, vô cùng thích hợp với việc tu luyện. Thế nhưng lượng người tới cũng không quá đông, bởi vì họ vẫn e dè liên minh trật tự. Không một ai đoán được liên minh trật tự sẽ đánh tới đây vào lúc nào. Bởi vậy có rất nhiều người vẫn đang quan sát. Mà chính ngày hôm ấy, đại tiểu thư Đường tộc đột nhiên tuyên bố chuyển vào sống trong thần võ thành. Tin này vừa ra lập tức dấy lên một trận xôn xao. Nhà họ Đường vào thần võ thành sinh sống. Nhà họ Đường chính là thế lực đỉnh của chóp. Không ngờ bọn họ lại chuyển vào thần võ thành sinh sống, việc này đại biểu điều gì chứ? Cùng lúc ấy, Yêu tộc cũng đột nhiên chuyển vào thần võ thành, mặc dù không công khai tuyên bố nhưng tin tức này cũng được lan truyền. Yêu tộc vào thần võ thành sinh sống. Nó thành tin hot rồi. Yêu tộc, Đường tộc kết liên minh với thần võ thành. Hiện giờ khắp nơi đều lưu truyền như vậy. Thế là ngày càng có nhiều người chuyển tới thần võ thành, hơn nữa, một vài thế lực lớn nhỏ của mấy tinh vực xung quanh cũng bắt đầu tiến vào thần võ thành. Chương 1712, ngoài A Việt ra còn có cả Diệp Liên. Sau khi những người này chuyển tới thần võ thành, nơi đây ngày càng trở nên náo nhiệt hơn lúc trước nhiều lắm. Bởi vì trước đây thần võ thành không hoàn toàn mở rộng chào đón bên ngoài. Nhưng bây giờ, nơi đây đã hoàn toàn mở rộng cửa chào đón rồi. Bởi vậy ngày càng có nhiều người chuyển tới thần võ thành, thế nhưng, muốn có chỗ dừng chân ở nơi này thì buộc phải thuê đất, mà điều khiến Diệp Huyên cảm thấy bất ngờ chính là rất nhiều người đều thuê đất.
Ở một vài khu tốt hơn một chút, Khương Cửu còn trực tiếp áp dụng hình thức đấu giá để cho thuê, cứ thế, những nơi đất tốt đều lập tức bị người người tranh nhau giành giật. Nói tóm lại, tình thế phát triển hiện giờ tại Thần Võ Thành vô cùng tốt. Đệ tử Kiếm Tông và học sinh của võ viện cũng chung sống hòa bình với nhau, bởi vì họ đều đã trải qua cảnh đồng sinh cộng tử. Trong lúc Thần Võ Thành phát triển thịnh vượng, thì liên minh trật tự lại chẳng hề có bất cứ động tĩnh gì. Dãy núi phía sau Kiếm Tông. Diệp Huyên vẫn đang điên cuồng nghiên cứu không gian này. Dưới sự chỉ dẫn của A Việt, có thể nói rằng sự lý giải và nắm giữ những gì về không gian của hắn đã đột nhiên tăng mạnh. Nhưng trong lúc ấy hắn cũng không hề sử dụng đế đạo tắc không gian. Nói theo lời A Việt thì chính là, nếu bây giờ hắn sử dụng đạo tắc không gian thì chính là đang sử dụng ngoại vật, chỉ khi hiểu thấu suốt về đạo không gian rồi tăng thêm những thứ này thì hắn mới có thể phát huy được hoàn toàn uy lực của đạo tắc không gian. Hơn nữa, cũng chỉ có làm vậy mới có thể giảm những phản vệ mà hắn phải chịu xuống mức thấp nhất. Nửa tháng trời trôi qua. Bỗng một ngày, Diệp Huyên đang ngồi xếp bằng bên vách núi, còn A Việt thì lẳng lặng đứng ở vị trí cách hắn không xa. Ngoài A Việt ra còn có cả Diệp Liên. Hiện giờ thương tích của Diệp Liên đã khỏi hoàn toàn, không chỉ vậy, ngày nào cô bé cũng đi theo A Việt để tu luyện. Dường như A Việt rất yêu ái Diệp Liên. Thường xuyên chỉ điểm cho cô bé cái này thứ kia, dưới sự chỉ điểm của nàng ta, tu vi của Diệp Liên cũng đột nhiên tăng mạnh. Đúng lúc này, không gian trước mặt Diệp Huyên đột ngột bắt đầu phân cắt, trông chúng chẳng khác nào đang bị một lưỡi dao sắc bén xẹt qua, nhanh chóng xuất hiện từng vết tích thật dài. Song đây không phải vết cắt do ngoại lực tạo thành, mà là vết cắt của cắt không gian, hai thứ này khác biệt rất lớn về bản chất, trên phương diện uy lực cũng chẳng khác nào trên trời dưới đất. Chương 1713, ít nhất cũng phải nhanh gấp 10 lần. A Việt nhìn về phái Diệp Huyên, khẽ gật đầu, không tồi. Bây giờ ngươi đã có thể sử dụng đạo tắc không gian được rồi. Nói xong, nàng ta hơi cong ngón tay rồi chỉ một cái, đạo tắc không gian lập tức bay đến trước mặt Diệp Huyên. Hắn nhìn về phía A Việt cô nương, ta cảm thấy hiện giờ không cần sử dụng đạo tắc không gian cũng như nhau thôi. Quá tự tin. Hiện giờ thành tựu trên phương diện không gian này của hắn cũng khá thâm sâu rồi, bởi vậy, hắn vô cùng tự tin về bản thân. A Việt cười lạnh, tự tin âu cũng là chuyện tốt, nhưng nếu quá mức thì sẽ lại trở thành chuyện xấu. Diệp Huyên cười nói, được, vậy ta sẽ thử nghiệm đạo tắc không gian này xem sao. Nói xong, hắn mở bàn tay ra, đạo tắc không gian cứ thế rơi xuống trong tay hắn. Diệp Huyên lại nhìn A Việt cô nương. Thứ này sử dụng kiểu gì? A Việt bảo, dẫn động nó đi. Diệp Huyên gật đầu, huyền khí phun trào khắp nơi, cố gắng dẫn động số đạo tắc kia, chỉ trong chốc lát, đạo tắc không gian đã hóa thành một tia sáng trắng chui vào giữa trán hắn. Đúng lúc này, A Việt bỗng cất lời, cảm nhận đi. Diệp Huyên nhanh chóng cảm nhận không gian xung quanh, đột nhiên sắc mặt hắn hơi đổi, bởi vì hắn phát hiện ra rằng không gian xung quanh mình vô cùng rõ ràng. Gấp những gì hắn thấy được trước đó ít nhất cũng phải 10 lần. Không chỉ có thể, trong lúc hắn đang cảm nhận không gian, thì những không gian ấy cũng liền trở nên gần gũi với hắn. Gần gũi? Đây là điều trước giờ chưa từng xảy ra. A Việt đột nhiên nói, ngươi thử điều khiển những thứ không gian kia xem sao. Diệp Huyên nghe vậy liền vội vàng gật đầu, hắn bắt đầu thử điều khiển không gian, chỉ một lát sau, những không gian trước mặt hắn đã nhanh chóng được dựng lại. Tốc độ ấy quá nhanh, khiến hắn trở nên ngây dại thật sự rồi. Ít nhất cũng phải nhanh gấp 10 lần. Không chỉ có thể, trong lúc hắn điều khiển những đường nứt vừa nãy lại chẳng hề gặp phải trở ngại gì. Chẳng khác nào chủ nhật của không gian này cả. Loại cảm giác này quá đỗi kỳ diệu. Diệp Huyên không hề dừng lại, hắn bắt đầu sử dụng cắt không gian, khi ý nghĩ này mới lóe lên trong đầu Diệp Huyên. Không gian trong vòng trăm trượng xung quanh đột nhiên xuất hiện mấy vết nứt không gian. Cắt không gian. Chương 1714. Hay là ta giết nó trước nhé? Diệp Huyên ngây dại. A Việt bỗng nhiên lên tiếng đúng lúc này, ngươi còn có thể sử dụng không gian để tạo nên tường chắn không gian. Nghe vậy, tay phải của Diệp Huyên mò tìm phía trước, sau đó nhẹ nhàng cua một cái, không gian trước mặt hắn lập tức co vào từng tầng một. Gần như là trong nháy mắt. Không gian trước mặt hắn đã được cô đọng lại thành một bức tường không gian, hơn nữa, độ dày của bức tường còn khiến hắn kinh ngạc đến sững sờ.
vô cùng dày dặn, đoán chừng ngay cả một cường giả chứng đạo cảnh cũng chẳng thể làm dung chuyển được nó. Tất nhiên đây đều là nhờ công của đạo tắc không gian. Trong tình huống bình thường, không gian xung quanh không thể nào làm được đến mức như vậy, có thể nói rằng đạo tắc không gian đã tăng cường thêm cho không gian, khiến chúng trở nên cường đại hơn hẳn. Cách đó không xa, A Việt lại thản nhiên nói, còn cảm thấy giống nhau nữa không? Diệp Huyên trầm giọng đáp, A Việt cô nương, đạo tắc không gian này mạnh mẽ thật đấy. Mạnh mẽ? A Việt cười lạnh, bây giờ ngươi mới chỉ hiểu được sơ sơ mà thôi. Không gian đạo vô cùng vô tận, rất ít người có thể nắm giữ hoàn toàn chúng. Nếu ngươi có thể nắm giữ hoàn toàn, vậy thì chỉ cần một suy nghĩ, ngươi cũng có thể trực tiếp thay đổi không gian của cả vũ trụ này, thậm chí còn xây dựng lại được tất thảy không gian trong vũ trụ. Diệp Huyên ngây ngẩn cả người, sau đó hỏi, thật ư? A Việt thản nhiên nói, nếu ngươi muốn làm được đến mức độ như những gì ta nói, thì ít nhất cũng phải cần 1 vạn năm. Thế nên, ngươi bớt ảo tưởng đi là vừa, bởi vì ngươi không thể sống được 1 vạn năm đâu. Diệp Huyên trầm giọng, vì sao ta lại không thể sống được 1 vạn năm? A Việt nhìn hắn, đến lúc thần trí của tòa tháp vỡ trong thân thể ngươi hồi phục, chắc chắn nó sẽ giết chết ngươi. Diệp Huyên thoáng do dự, rồi mới nói, chắc là không đâu. A Việt chỉ cười lạnh mà không nói gì. Diệp Huyên lại tiếp lời, hay là ta giết nó trước nhé? A Việt. Lúc này, tháp giới ngục đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, hắn đang muốn nói gì đó thì tòa tháp đã lao tới, muốn đâm hắn. Diệp Huyên xoay người chạy, đùa chút thôi mà. Diệp Liên đứng một bên nhìn Diệp Huyên bị đuổi cho chạy tán loạn khắp nơi mà che miệng bật cười. Đúng lúc này, một luồng tàn ảnh đột nhiên xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Diệp Liên, chỉ một khắc sau, nó đã lao nhanh về phía cô bé. Nhìn thấy cảnh tượng này, A Việt giận tím mặt, ta còn đang ở đây mà ngươi lại dám ra tay. Trong ta yếu ớt lắm sao? Chương 1715, tháp giới ngục ư. Vừa dứt lời, A Việt cũng đột nhiên biến mất khỏi vị trí trước đó. Uỳnh! A Việt vừa rời đi, luồng tàn ảnh kia cũng trực tiếp bay ra ngoài đến chừng hơn 100 trượng. Khi gã vừa mới ngừng lại, không gian xung quanh gã cũng trực tiếp bị cô đọng, tạo thành một chiếc lồng giam không gian, giam chặt gã ở bên trong. Đó là một kẻ áo đen. Diệp Huyên xuất hiện ngay sau đó, gã áo đen cười gằn nói, Diệp Huyên, ta chính là. Diệp Huyên giơ tay ra, bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Xoẹt! Đầu gã áo đen kia lập tức bay thẳng ra ngoài. Cái đầu chậm rãi rơi xuống đất, hai mắt của gã áo đen vẫn trợn trừng, tỏ rõ sự kinh ngạc. Diệp Huyên thu kiếm về, lắm lời. A Việt ở bên cạnh nhìn sang Diệp Huyên, không hỏi xem kẻ nào phái tới sao. Diệp Huyên thản nhiên đáp, không quan trọng. A Việt hỏi, tại sao? Gương mặt Diệp Huyên vẫn không cảm xúc, bất kể là kẻ nào phái tới, chỉ cần hắn ta dám phái người đến, thì ta đều dám giết hết. A Việt ngẫm nghĩ, sau đó mới bảo, tự nhiên ta phát hiện ra một chuyện, không biết có nên nói với ngươi hay không. Diệp Huyên hỏi, chuyện gì? A Việt nhìn hắn, ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện, thứ mà sau này ngươi phải đối diện, sẽ không chỉ là cường giả của tứ duy, mà còn có cả của ngũ duy. Diệp Huyên sửng sốt, tại sao? A Việt thản nhiên nói, bởi vì ngươi có một món bảo vật. Diệp Huyên trầm giọng, tháp giới ngục ư. A Việt gật đầu, ngươi biết tác dụng của tòa tháp đó là gì không? Diệp Huyên lắc đầu. A Việt nói khẽ, tòa tháp đó có một thứ đồ mà tất cả mọi người đều mong muốn sở hữu. Năm xưa, ngay cả đại tỷ của ta cũng nổi lòng tham. Tất nhiên, chỉ cần là người thì không một ai không muốn sở hữu thứ kia. Diệp Huyên, thứ gì cơ? A Việt nhìn Diệp Huyên, ta không nói cho ngươi đâu. Diệp Huyên, chương 1716, chủ đề tranh luận chính là Diệp Huyên. A Việt lại bảo, ta cứ thích không nói cho ngươi biết đấy. Dứt lời, nàng ta liền dẫn theo Diệp Linh quay về tháp giới ngục. Nàng ta muốn đích thân chỉ dạy Diệp Linh. Diệp Huyên, một lát sau, Diệp Huyên bắt đầu tiếp tục nghiên cứu về đạo tắc không gian. Lúc này hắn mới thực sự nhận ra được sự khủng bố của đạo tắc không gian. Nó còn khủng khiếp hơn cả các bảo vật cấp bậc đạo cảnh. Nếu như lợi dụng được nó, vậy thì uy lực kia có thể nói là chẳng khác nào hủy diệt trời đất. Diệp Huyên không hề chọn đạo tắc mộng để nghiên cứu,
bởi vì hiện giờ hắn vẫn chưa hiểu triệt để về đạo tắc không gian. Tham thì thâm. Ngoài việc nghiên cứu đạo tắc không gian, Diệp Huyên cũng nhờ người của kiếm tông chuẩn bị kiếm cho mình. Đột phá cảnh giới. Chiến lực hiện giờ của hắn thật ra vẫn nhờ vào cả sự duy trì của nhiều thứ đồ khác, còn cảnh giới của bản thân hắn vẫn rất thấp, đây chính là thiếu sót lớn nhất. Nói tóm lại, điều hắn cần làm lúc này chính là lắng đọng. Chấm. Tại Liên minh Trật tự. Trong đại điện lúc này, các cường giả của Liên minh Trật tự đang tranh luận ào ào. Chủ đề tranh luận chính là Diệp Huyên. Tình thế hiện giờ của thần võ thành quá tốt, nếu cứ tiếp tục để nơi đó phát triển như thế, chắc chắn sẽ vô cùng bất lợi với Liên minh Trật tự. Đặc biệt là tên Diệp Huyên kia. Có thể nói rằng, nếu tên yên nghiệt Diệp Huyên kia không chết, thì Liên minh Trật tự sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Sở dĩ bọn họ tranh luận gay gắt là bởi vì nếu muốn giết Diệp Huyên thì phải đối mặt với Đường tộc, hơn nữa, một khi tinh chủ không thể ra tay, thì trong Liên minh Trật tự gần như chẳng có người nào có thể giết chết được Diệp Huyên. Đúng lúc này, một lão già đột nhiên đứng dậy, gằn giọng nói, tinh chủ, chắc chắn không thể để tên Diệp Huyên kia tiếp tục sống, thuộc hạ đề nghị sử dụng thần đạo quân. Nghe thấy vậy, đôi mắt của vị tinh chủ ngồi phía bên lập tức hơi nheo lại, đúng lúc này, Khổ đại sư ngồi cách đó không xa đột nhiên tức giận quát, làm bừa. Chương 1717, Thần quốc xâm lăng ư. Sắc mặt lão già kia biến đổi không ngừng, nhưng lão vẫn không lùi bước, vẫn tiếp tục nói. Tinh chủ, Khổ đại sư, sự uy hiếp của Diệp Huyên đối với Liên minh Trật tự. Tinh chủ đột nhiên lắc đầu, lui ra đi. Sắc mặt lão già kia có phần khó coi, lão ta không dám nói tiếp nữa, cứ thế theo lệnh lui ra ngoài. Tinh chủ khẽ nhắm hai mắt, dù liên minh hộ giới chúng ta bị tiêu diệt, cũng không thể sử dụng đến đội quân này. Tất cả mọi người trong điện đều chìm trong im lặng. Thần đạo quân, chính là con át chủ bài lớn nhất của liên minh trật tự. Lúc này, Khổ đại sư cách đó không xa đột nhiên lên tiếng, Tần gia kia có gì đó quái lạ, ta đã phái người đi điều tra, thế nhưng người mà ta phái đi đều im hơi lặng tiếng biến mất. Tinh chủ nhìn về phía Khổ đại sư. Khổ đại sư tiếp tục nói, bọn họ còn có người nào đó chống lưng. Tinh chủ trầm mặc một thoáng, việc này ta sẽ đích thân tìm hiểu. Khổ đại sư đột nhiên hỏi, vậy Diệp Huyên và thần võ thành? Tinh chủ lại im lặng. Khổ đại sư nói, quả thật không thể nào giữ lại kẻ này được, nếu không, e là về sau sẽ khó giải quyết. Tinh chủ nói, ta tới yêu tộc một chuyến. Yêu tộc? Khổ đại sư khẽ gật đầu. Rõ ràng tinh chủ vẫn quyết định tới tìm yêu tộc nhờ tương trợ, chỉ cần yêu tộc kiềm chế được Đường Diêm, muốn tiêu diệt Diệp Huyên là chuyện quá đỗi đơn giản. Tinh chủ đứng dậy muốn rời khỏi, nhưng đúng lúc này, ông ta lại ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, một tiếng rồng ngâm chấn động cả một phương trời. Tất cả mọi người trong điện đều quay người đổ dồn ánh mắt ra bên ngoài. Ngoài đó, một con rồng cực lớn đang bay lượn về phía họ, hơn nữa. Trên thân con rồng kia lại là một người đàn ông đang đứng. Thần đạo binh. Chỉ một lát, con rồng khổng lồ kia đã dừng lại tại khoảng không phía trên liên minh trật tự. Người đàn ông đứng phía trên con rồng đáp xuống, bước nhanh tới trước mặt tinh chủ, nhưng không hề quỳ xuống mà chỉ hơi hành lễ tinh chủ thần quốc xâm lăng rồi. Thần quốc xâm lăng ư. Nghe thấy vậy, tất cả cường giả của liên minh trật tự có mặt tại đại điện đều như hóa đá. Chương 1718, người này chính là Triệu Mục. Gần như cùng lúc đó, một tên thần đạo binh đi vào đường tộc. Tại khoảng không bên trên đường tộc, thần đạo binh kia đáp xuống, đi tới trước mặt Đường Diêm nhưng chỉ hơi thi lễ, tộc trưởng đường tộc, thần quốc xâm lăng rồi. Thần quốc, nghe xong, nhóm Đường Diêm đang ở trong đại điện đều đồng loạt ngây ngẩn. Còn ở yêu tộc xa xôi, một ông lão đang ở trước sơn động nọ, nằm trên một chiếc sạp gỗ. Trong tay cầm một quyển trục, bên trên đó có mấy chữ lớn, tư liệu về Diệp Huyên. Thoáng liếc nhìn, ông lão khẽ lẩm bẩm, thú bảo vệ thần tộc, long hồn. Đúng lúc này, một thần đạo binh cũng xuất hiện tại khoảng không phía trên yêu tộc, nhưng không có người nào ngăn cản, bởi vì thần đạo binh kia đang cưỡng một con rồng khổng lồ, mà thực chất cũng không ai dám ngăn cản. Thần đạo binh kia đáp xuống, đi tới trước mặt ông lão nọ, hơi thi lễ, yêu vương các hạ. Thần quốc xâm lăng rồi. Thần quốc xâm lăng. Ông lão nhắm hai mắt lại, một lát sau mới khẽ gật đầu, biết rồi. Ở Bắc Hoang giới xa xôi,
Trong một tòa thành nhỏ không biết tên, một người đàn ông trung niên đang ngồi câu cá bên bờ sông, bên cạnh ông ta đặt một chiếc thùng gỗ nhỏ. Cách chỗ ông ta ngồi không xa, cũng có một cô gái đang câu cá. Người này chính là Triệu Mục. Đúng lúc này, người đàn ông trung niên đột nhiên kéo giật cần câu, ngay lập tức, một con cá bay vọt ra khỏi lòng sông, cuối cùng vững vàng rơi xuống trong chiếc thùng gỗ bên cạnh Triệu Mục. Người đàn ông trung niên cười ha ha một tiếng, ông ta nhìn về phía Triệu Mục cách mình không xa, nhà đầu, có phải thấy buồn tẻ lắm không hả? Triệu Mục không nói gì. Người đàn ông trung niên cười nói, câu cá cũng chính là cách tu hành, tu tâm, nhân tâm tính, mọi chuyện sẽ thấu suốt. Triệu Mục khẽ gật đầu, sau đó tay phải của nàng ấy khẽ quơ, một con cá ở trong sông lập tức bị nàng ấy tóm lấy. Người đàn ông trung niên. Lúc này, Triệu Mục lại thả cả hai con cá về sông, nhưng sau đó nhanh chóng quơ tay phải, lại tóm lấy hai con cá lần nữa, nhưng nàng ấy chỉ chơi đùa như thế chừng hai bận, rồi lại thả chúng xuống. Cá. Chương 1719. Thần quốc xâm lăng. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên có tiếng rồng ngâm, nghe thấy vậy, người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, một con rồng lớn đang bay lượn tới, chỉ chốc lát, con rồng đã dừng lại ở khoảng không phía trên, một thần đạo binh đáp xuống dưới rồi đi tới trước mặt người đàn ông trung niên, hơi hành lễ, vẻ mặt vô cùng cung kính, võ sư, thần quốc xâm lăng rồi. Thần quốc xâm lăng. Người đàn ông trung niên nhíu mày, tin chính xác chứ? Thần đạo binh gật đầu. Người đàn ông trung niên trầm mặc một thoáng, sau đó mới cất lời, biết rồi. Thần đạo binh kia lại hành lễ lần nữa, sau đó im lặng lui xuống. Cách đó không xa, Triệu Mục thả hai con cá kia xuống. Rồi nhìn về phía người đàn ông trung niên. Người trung niên nói, thời thế đổi thay rồi. Tại Nam Hoang Giới, trên một dãy núi nào đó, một ông lão thân hình gầy đét đang tĩnh tọa, bỗng nhiên mở chừng hai mắt. Trong đám mây phía chân trời có một con rồng lớn đang bay về phía này. Ông lão gầy gò kia nhíu mày, sau đó đứng dậy, bước về phía một bước, bước chân ấy cũng khiến ông đi thẳng tới trước con rồng kia. Mà con rồng vẫn còn đang bay, nên lực xung kích sinh ra vô cùng mạnh mẽ. Ông lão gầy gò khẽ dùng tay phải áp xuống, không ngờ con rồng lớn liền bị buộc ngừng lại tại nguyên chỗ. Con rồng nhìn ông lão gầy gò, trong mắt lộ rõ vẻ e dè. Trên lưng con rồng, một thần đạo binh vội vàng đáp xuống, đi tới trước mặt ông lão rồi cung kính hành lễ, Sở Chân Nhân. Sở Chân Nhân, một trong sáu cường giả mạnh nhất hiện nay. Sở Chân Nhân nhìn thần đạo binh kia, liên minh trật tự đã triệu thần đạo binh các ngươi về để đối phó với Diệp Huyên kia. Giọng điệu bình tĩnh nhưng lại khiến người nghe không rét mà run. Thần đạo binh lắc đầu, không phải ạ, mà là chuyện thần quốc đã tới xâm lăng. Thần quốc xâm lăng. Nghe thấy vậy, Sở Chân Nhân lập tức nhíu chặt lông mày. Một lát sau, ông mới khẽ gật đầu, đã biết. Thần đạo binh khẽ hành lễ, sau đó lui ra. Sở Chân Nhân ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, trong mắt thoáng lộ vẻ lo âu. Thần quốc. Chương 1720. Thần quốc xâm lược. Đã bao nhiêu năm vậy rồi? Không biết thực lực hiện giờ của thần quốc kia mạnh đến mức nào? Không một ai biết cả. Bởi vì không có người nào dám bước vào lãnh thổ thần quốc kia, bao gồm cả lục đại cường giả bọn họ cũng không dám tùy tiện bước vào táng thần nguyên. Một lát sau, Sở Chân Nhân mới quay người nhìn về phía căn nhà tranh cách đó không xa, Thiết Ngưu, đi thôi. Lời vừa dứt, một thiếu niên vóc dáng khôi ngô liền bước ra khỏi căn nhà tranh. Sở Chân Nhân dẫn theo thiếu niên kia, nhanh chóng biến mất ở vị trí cách đó không xa. Trên đường đi, thiếu niên khôi ngô bỗng hỏi, sư phụ, thần quốc mạnh lắm ạ. Sở Chân Nhân đáp, mạnh chứ. Thiếu niên khôi ngô khẽ nhếch miệng cười, vậy chắc là sẽ đánh đấm nhiều lắm đây. Sở Chân Nhân tiếp lời, không chỉ mỗi đánh đấm nhiều, mà còn chết rất nhiều người là đằng khác. Tại thần võ thành, một ngày nọ, bỗng có tiếng rồng ngâm vang vọng ở chân trời xa xa, một khắc sau, một con rồng lớn bay từ chân trời tới. Trong thần võ thành, rất nhiều người đều đổ dồn ánh mắt về phía chân trời. Lúc này, con rồng lớn kia đã bay tới khoảng không bên trên thần võ thành. Thần đạo binh ở trên lưng con rồng ấy nhìn xuống phía dưới, viện trưởng võ viện, tông chủ kiếm tông có đó không? Một thiếu niên liền xuất hiện ngay trước con rồng.
Con rồng kia nhìn Diệp Huyên, trong mắt ngập tràn vẻ đề phòng. Diệp Huyên nhìn thoáng qua con rồng, sau đó lại nhìn về phía thần đạo binh kia, ngươi là. Thần đạo binh nhìn lại Diệp Huyên, các hạ là. Diệp Huyên nói, ta chính là tông chủ kiếm tông, đồng thời là viện trưởng võ viện. Thần đạo binh ngây người, hắn ta khẽ liếc mắt đánh giá Diệp Huyên, sau đó nói, các hạ, thần quốc đánh tới rồi. Thần quốc xâm lược. Diệp Huyên hơi sững sờ, sau đó lên tiếng, ủa chuyện tốt mà. Thần đạo binh. Chương 1721, quả thực là nghĩ như vậy. Chuyện tốt. Vị thần đạo binh ở trước mặt Diệp Huyên trở nên mờ mịt. Diệp Huyên đang định nói chuyện thì Đường Thanh đột nhiên lại xuất hiện bên cạnh hắn. À ta nhìn thần đạo binh, chúng ta đã biết rồi, sẽ mau chóng sắp xếp. Thần đạo binh khẽ gật đầu, cưỡi cự long quay người rời đi. Sau khi thần đạo binh rời đi, Đường Thanh nhìn thẳng Diệp Huyên, người chê mạng mình dài sao. Diệp Huyên thấy hơi khó hiểu, có ý gì? Đường Thanh trầm giọng nói, người biết thần đạo binh là gì không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Đường Thanh khẽ nói, thần đạo binh là một đội quân do các thế lực cùng nhau lập nên, hơn nữa, cũng không phải vừa mới thành lập mà là có từ mấy nghìn năm trước. Trên đại lục này đã có rất nhiều thế lực biến mất, thế nhưng thần đạo binh này trước giờ chưa từng biến mất. Không chỉ như vậy, trong đó còn có cả cao thủ võ viện và kiếm tông. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, đội quân do các thế lực liên hợp thành lập. Dùng để làm gì? Đường Thanh trầm giọng nói, chống lại thần quốc. Nói xong ả ta nhìn về hướng đông, nhẹ giọng nói, nó đến từ đất nước thần bí của đông hoang giới. Nói rồi ả ta nhìn sang Diệp Huyên, có phải ngươi nghĩ rằng, chuyện thần quốc xâm lăng đối với mình là một chuyện tốt? Diệp Huyên gật đầu, quả thực là nghĩ như vậy. Đường Thanh nói, nếu ngươi nghĩ vậy thì ngươi thật sự cách cái chết không còn bao xa đâu. Diệp Huyên không hiểu, tại sao? Đường Thanh nói, ngăn chặn thần quốc là nhiệm vụ của tất cả mọi người, nếu ngươi không chống cự, hay thậm chí muốn nhân cơ hội đánh úp liên minh trật tự, đến lúc đó, tất cả các thế lực nhất định sẽ hợp lực giải quyết ngươi trước. Bao gồm đường tộc ta, chúng ta tuyệt đối cũng sẽ hợp tác với liên minh trật tự diệt trừ ngươi trước. Bởi vì vào thời điểm này bây giờ, tất cả mọi ân oán đều bỏ xuống, mọi người quyết không cho phép có người gây nội loạn. Diệp Huyên trầm mặc. Đường Thanh lại nói, thần quốc đến đánh, tất cả mọi thế lực chắc chắn sẽ bị quét sạch, với tình hình đó thì mọi thế lực buộc phải cùng nhau chống giặc ngoài. Năm đó các thế lực trên đại lục đã lập ra một hiệp ước đồng minh, hiệp ước đồng minh này gọi là công thủ minh ước. Năm đó tất cả các thế lực đều tham gia hiệp ước đồng minh, kiếm tông và võ viện cũng có, không chỉ như thế, mà cứ cách 5 năm đều phái các cao thủ đi đến táng thân nguyên. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta vẫn không thể cự tuyệt sao. Chương 1722, đừng làm loạn. Đường Thanh lắc đầu, vào lúc này, ai gây nội loạn thì người đó chết trước. Chỉ cần ngươi không chủ động gây chuyện thì liên minh trật tự tuyệt đối sẽ không dám đến đối phó với ngươi, hắn đến đối phó ngươi thì những thế lực khác và mấy vị đại lão bên trên kia cũng sẽ không đồng ý. Nói đến đây, ả ta nhìn thẳng Diệp Huyên, nếu ngươi không muốn bị tất cả mọi người đều đối phó thì nhất định phải tham gia, mà một khi ngươi đã tham gia, với thực lực và danh vọng hiện tại của ngươi, mấy vị đại lão bên trên kia chắc chắn sẽ đồng ý, không những vậy, cũng sẽ không để cho liên minh trật tự đối phó với ngươi. Nếu ngươi lựa chọn không tham gia, lúc đó chỉ cần liên minh trật tự xúi giục một câu, ta có thể khẳng định với ngươi là mọi thế lực nhất định sẽ liên thủ xử lý ngươi trước, bởi ngươi quá nguy hiểm. Hơn nữa bọn họ sợ ngươi sẽ gia nhập vào thần quốc. Vì vậy, Diệp Huyên, ngươi nhất định phải bày tỏ thái độ thật sớm. Ngươi không có lựa chọn, vì ngươi quá nguy hiểm, nếu ngươi không thể hiện thái độ thì mọi người đều lo sợ ngươi sẽ nương nhờ thần tộc. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Lúc này hắn vẫn hơi bất ngờ, bởi vì hắn không ngờ được rằng những thế lực này lại liên thủ cùng nhau thành lập quân đội, hơn nữa, kiếm tông và võ viện đều tham gia. Mục đích chỉ là vì đối đầu với thần quốc kia. Thần quốc. Về thần quốc này hắn cũng biết rất ít, chỉ biết là hàng nghìn năm trước, thần quốc đã từng đến xâm phạm. Mà đất nước này lợi hại đến thế nào thì hắn không hề biết được. Lúc này, một bóng người xuất hiện trên không trung phía trên hai người, bóng người đó nói, Diệp Tông Chủ, thần quốc xâm phạm, tinh chủ có lời mời Diệp Tông Chủ đến Đăng Thiên Thành bàn bạc. Tinh chủ cho mời. Diệp Huyên cười nói, đi thôi. Bóng người kia khẽ gật đầu,
xoay người rời đi. Diệp Huyên nhìn Đường Thanh cô nương, chuyện trong thành, làm phiền cô quan tâm nhiều thêm. Đường Thanh nhìn thẳng Diệp Huyên, đừng làm loạn. Diệp Huyên cười nói, ngươi xem ta giống người đến làm loạn sao? Ha ha! Nói rồi hắn xoay người biến mất nơi xa chân trời. Đường Thanh nhìn Diệp Huyên nơi chân trời, ánh mắt có chút lo lắng. Một lát sau, Diệp Huyên đã đến Đăng Thiên Thành. Vừa mới đến Đăng Thiên Thành thì hàng loạt hơi thể mạnh mẽ đã tập trung trên người hắn. Chương 1723, chỉ là miệng nhanh chút thôi. Thật mạnh! Diệp Huyên chợt dùng mình trong lòng, những hơi thở này không hề yếu hơn vị tinh chủ kia. Sắc mặt Diệp Huyên bình tĩnh, thản nhiên đi đến điện Đăng Thiên, ở trước điện hắn gặp được một người quen. Triệu Mục. Triệu Mục tựa vào vách tường, hai tay khoanh lại, hai mắt khẽ nheo. Diệp Huyên vẫy vẫy tay với Triệu Mục, cười khà khà, thì ra là Triệu cô nương à. Cô mặc y phục vào, ta suýt nữa đã không nhận ra. Nói đến đây, hắn chợt sững người. Bản thân mình đã nói gì? Ngay lúc này, Triệu Mục cách đó không xa chợt mở lớn hai mắt, ngay sau đó nàng ấy lập tức biến mất. Sắc mặt Diệp Huyên hơi thay đổi, hai tay đánh mạnh về phía trước đỡ đòn. Ngay sau một tiếng nổ vang dội, Diệp Huyên lập tức bị đẩy lùi ra xa cả trăm trượng. Triệu Mục vẫn còn muốn ra tay thì lúc này một âm thanh vang lên từ trong điện, nha đầu. Triệu Mục dừng lại, nàng ấy liếc nhìn Diệp Huyên cách đó không xa rồi giơ nắm đấm lên. Diệp Huyên cười nhạt, hiểu lầm thôi, ta không có ý gì khác, chỉ là miệng nhanh chút thôi. Triệu Mục không nhìn Diệp Huyên, nàng ấy lùi sang một bên, tiếp tục dựa vào vách tường. Cách đó không xa, một người đàn ông đột nhiên nhìn sang Diệp Huyên, người chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên nghe thấy liền nhìn sang, người nói chuyện là một người đàn ông to lớn, vóc dáng vô cùng vạm vỡ, bắp thịt toàn thân đều nổi lên, tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Diệp Huyên gật đầu, là ta. Người đàn ông quan sát đánh giá Diệp Huyên, ta trông ngươi chỉ như một tên ẻo là thôi mà. Tại sao sư phụ lại nói ngươi rất lợi hại nhỉ? Ẻo là? Mình sao? Diệp Huyên đang định nói thì lúc này, một âm thanh vang lên từ trong điện, đi vào đi. Diệp Huyên ôm quyền ra hiệu với người đàn ông cao lớn, sau đó đi vào bên trong đại điện. Trong điện có 5 người. Trong đó có tinh chủ đang ở vị trí chủ đạo. Chương 1724, sợ liên minh trật tự. Còn có một người hắn cũng biết, chính là Đường Diêm. Mà mấy người còn lại lần lượt là yêu vương của yêu tộc, võ sư Nam Phái, Sở Chân Nhân. Sau khi Diệp Huyên đi vào đại điện thì khẽ làm lễ với đám người Đường Diêm, gặp mặt các vị tiền bối. Diệp Huyên hành lễ lại khiến mấy người Đường Diêm đều hơi sửng sốt, vậy mà lại còn hành lễ. Tinh chủ nhìn Diệp Huyên mà không nói gì. Lúc này, võ sư Nam Phái cách đó không xa cười nói, tuổi còn nhỏ mà có thể có thực lực như vậy, quả thực hiếm có. Diệp Huyên khẽ hành lễ, tiền bối quá khen. So với đồ đệ tiền bối thì vãn bối còn lâu mới sánh bằng. Võ sư Nam Phái cười nói, ngươi lại khiêm tốn rồi. Đột nhiên Sở Chân Nhân ở bên cạnh lại nói, đối với việc thần quốc xâm phạm, ngươi có suy nghĩ gì? Nghe vậy, ánh mắt mọi người tại đây đều tập trung nhìn Diệp Huyên. Tinh chủ bình tĩnh nhìn Diệp Huyên không nói gì. Không khí bên trong trở nên có chút kỳ lạ. Lời nói xoáy thẳng tim. Như những gì Đường Thanh đã nói, bọn họ hy vọng nhận được sự trợ giúp từ Diệp Huyên, nhưng lại kiêng dè thực lực của hắn, sợ hắn vì chuyện của liên minh trật tự mà gia nhập thần quốc. Một khi Diệp Huyên gia nhập thần quốc sẽ vô cùng bất lợi đối với bọn họ bên này. Vì vậy, đối với bọn họ hiện tại mà nói, Diệp Huyên bây giờ chính là hoặc đứng bên cạnh bọn họ, hoặc là bóp chết, đề phòng hắn làm phản. Ngay lúc này, Diệp Huyên chợt lên tiếng, thần quốc đến xâm phạm, ta còn có suy nghĩ gì được, đương nhiên là quét sạch bọn họ thôi. Sở Chân Nhân nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên lại nói, chư vị, ta là viện trưởng võ viện, cũng là tông chủ kiếm tông, bây giờ lại là thành chủ thần Vũ Thành, thần quốc xâm phạm, tổ chim bị lật sao chứng còn tốt cho được. Vì vậy, suy nghĩ nghĩ ta chính là làm. Thế nhưng, nói đến đây, hắn bỗng ngừng lại. Sở Chân Nhân hỏi, nhưng cái gì? Diệp Huyên lạnh giọng nói, ta sợ. Sở Chân Nhân khẽ nhíu mày, sợ thần quốc. Diệp Huyên lắc đầu, sau đó nói, sợ liên minh trật tự. Nghe vậy,
Sở Chân Nhân nhìn sang tinh chủ ở gần đó, không nói gì. Vẻ mặt tinh chủ bình tĩnh cũng không nói gì. Diệp Huyên lại nói, chư vị, ta sợ rằng lúc ta đối đầu với thần quốc cùng với các vị thì liên minh trật tự lại đâm dao sau lưng ta thì phải làm sao? Chương 1725, ngươi cười cái gì? Sở Chân Nhân cười nói, trước khi thần quốc đến thì dù mọi ân oán riêng thế nào, ta đều không quan tâm, nhưng bây giờ, thần quốc xâm phạm, chúng ta nhất định phải đoàn kết thành một. Nói đến đây, ông ta nhìn tinh chủ, có lẽ tinh chủ cũng nghĩ như vậy đúng không? Tinh chủ lạnh nhạt nói, thật ra, chư vị hẳn là nên lo lắng hắn sẽ gia nhập thần quốc hay không, nếu hắn đầu quân cho thần quốc, lại am hiểu thuật ám sát. Thuật ám sát? Nghe vậy, vẻ mặt mấy người tại đây đều có chút thay đổi. Với thực lực của Diệp Huyên, có thể nói, ngoại trừ 5 người bọn họ, những thánh giả khác đều khó có thể trấn áp được hắn. Mà nếu là dùng thuật ám sát thì những thánh giả kia e là cũng không thể ngăn chặn nổi. Bởi vì trên người Diệp Huyên còn có một bảo vật. Diệp Huyên bật cười. Yêu Vương chợt nói, ngươi cười cái gì? Diệp Huyên cười nói, ta đang cười thần quốc còn chưa thật sự đến đánh, nhưng chúng ta bên này lại muốn nội loạn rồi. Nói rồi hắn lại nhìn mọi người, chư vị, các người hẳn là biết ân oán giữa ta và liên minh trật tự nhỉ. Vì để giết được ta, liên minh trật tự không ngại phái cả đại quân đến thần võ thành truy bắt muội muội ta, muội muội ta mới bao lớn. Cô bé chỉ là một cô gái nhỏ, thế nhưng, liên minh trật tự lại làm ra được chuyện hèn hạ như vậy. Nói đến đây, hắn tức giận chỉ vào tinh chủ, hung tợn nói, ông còn là kẻ mạnh nhất ở đây sao? Hành vi của ông như vậy, đến chó còn không bằng, lão tử khinh thường ông. Hai mắt tinh chủ khẽ nhíu lại, ngay sau đó một luồng áp lực cực mạnh trực tiếp đánh tới Diệp Huyên. Diệp Huyên cười lạnh, lật bàn tay phải, kiếm Thiên Chu xuất hiện trong tay hắn, sau đó hắn nâng tay cầm kiếm chém xuống. Luồng áp lực kia trực tiếp bị kiếm chém vỡ tan, nhưng Diệp Huyên cũng lùi đến trước cửa đại điện. Tinh chủ đang muốn ra tay tiếp thì lúc này, dường như ông ta đã nghĩ đến gì đó, lập tức nhìn sang Sở Chân Nhân, Sở Huynh, ngươi cũng thấy rồi. Cũng không phải do liên minh trật tự ta không muốn lấy đại cục làm trọng, mà là hắn không chịu lấy đại cục làm trọng. Sở Chân Nhân nhìn Diệp Huyên, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là một người thông minh, nhưng bây giờ xem ra, dường như ta đã nhầm rồi. Diệp Huyên cười nói, ta biết, chư vị gọi ta tới chính là muốn xem thái độ của ta, nếu ta thông minh một chút nguyện ý làm kiếm của các người, đối phó với thần quốc, các người sẽ cho ta một con đường sống, ngược lại, nếu ta không chịu thông minh thì các người sẽ giết chết ta, chấm dứt hậu họa. Nói đến đây, hắn nhìn Sở Chân Nhân, muốn ta đối đầu với thần quốc, có thể, nhưng hai yêu cầu, thứ nhất, cao thủ liên minh trật tự ngày hôm đó đến tấn công võ viện và kiếm tông ta nhất định phải chết. Thứ hai, tinh chủ bắt buộc phải đến thần võ thành ta nhận lỗi trước bia mộ viện trưởng võ viện và tông chủ kiếm tông. Nếu là vậy, ta có thể tạm thời buông bỏ ân oán với liên minh trật tự. Chương 1726, có thể xem thử không? Nghe vậy, vẻ mặt tinh chủ vô cảm nhưng lại tràn đầy mỉa mai. Ở bên cạnh, Đường Diêm cũng lắc đầu, ánh mắt cũng khó nén nổi thất vọng. Sở Chân Nhân nhìn Diệp Huyên, vậy có thể ngươi phải thất vọng rồi. Nói xong, sâu trong ánh mắt ông ta đã hiện lên sát ý. Diệp Huyên gật đầu, chư vị, ra tay thôi. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói, sư tôn, đệ tử bạc mệnh, không thể đến Ngũ Duy đánh cờ cùng người rồi. Ngũ Duy. Nghe vậy, sắc mặt mọi người trong điện lập tức thay đổi. Ngũ Duy. Đám người tinh chủ đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đều có chút khiếp sợ. Đó chính là một thế giới có duy độ cao hơn. Cho dù đã đến trình độ của bọn họ nhưng đối với thế giới ngũ duy này thì hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, Đường Diêm đột nhiên nói, Diệp Tiểu Hữu, tôn sư là người đến từ ngũ duy sao? Diệp Huyên xoay người nhìn Đường Diêm, gật đầu, ông ấy nói ông ấy đến từ ngũ duy, ai, ta cũng không biết có phải thật không nữa. Đường Diêm do dự chốc lát. Sau lại nói, bảo vật kia trên người ngươi cũng là của sư phụ cho ngươi à? Diệp Huyên gật đầu, khi ta ở Thanh Thành, lúc đó ta vẫn còn là một đệ tử bình thường của nhà họ Diệp, đến một ngày ta gặp được một ông cụ râu bạc trắng, ông ấy nói nhìn thấy cốt cách ta mà kinh ngạc, là thiên tài kiếm đạo độc nhất trong 100.000 người, sau này trọng trách chống đỡ kiếp ngũ duy gì đó phải dựa vào ta rồi.
Kể từ lúc đó ta đã bắt đầu tu kiếm. Đường Diêm liếc nhìn Diệp Huyên, sao lại nghe giống như là bịa chuyện. Lúc này, Yêu Vương lên tiếng, ngươi nói sư tôn ngươi là từ Ngũ Duy, nhưng có bằng chứng gì không? Diệp Huyên đáp, vậy bảo vật Ngũ Duy có tính được không? Yêu Vương cân nhắc một lúc rồi nói, còn nữa không? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó gật đầu. Yêu Vương nói, có thể xem thử không? Diệp Huyên liếc nhìn tinh chủ cách đó không xa, bảo ông ta đi ra. Yêu Vương. Chương 1727. Chư vị có biết đây là kiếm gì? Vẻ mặt Đường Diêm cũng có chút kỳ lạ, đúng là cũng ghi thù thật. Tinh chủ nhìn Diệp Huyên, người phải hiểu cho rõ, đây là địa bàn của ai? Diệp Huyên lạnh nhạt nói, nếu ta là ông, cho dù là ông cầu xin ta xem ta cũng sẽ không xem, làm người, có chút cốt khí đi có được không? Tinh chủ khẽ nheo hai mắt, ánh mắt ông ta chợt trở nên bén nhọn. Lúc này, Diệp Huyên cười lạnh, tinh chủ, có còn nhớ tinh vực vị ương không? Có còn nhớ phân thân kia của ông biến mất thế nào không? Có còn nhớ vô số cao thủ tinh vực biến mất thế nào không? Nghe vậy, sắc mặt tinh chủ lập tức thay đổi. Chuyện tinh vực vị ương lúc trước, sao ông ta có thể quên được? Lần đó, phân thân của ông ta đi vào, thế nhưng lại bị người đàn ông kia giết trong phút mốt. Không chỉ như vậy, tất cả cao thủ đến lúc đó đều bị người đàn ông này vung tay miểu sát. Không chỉ tinh chủ mà đám người sở chân nhân xung quanh mặt mũi cũng u ám hơn. Chuyện ở tinh vực vị ương, đương nhiên bọn họ cũng biết chút ít. Chỉ biết ban đầu tinh chủ phái một ít cao thủ tinh vực đi vào, nhưng cuối cùng toàn bộ đều ngã xuống. Đột nhiên Diệp Huyên cất lời, biết người đó là người nào không? Đó là thập sư huynh của ta, mà trước ta còn có 9 vị sư huynh nữa. Nói xong, hắn khẽ lật tay phải lại, kiếm chấn hồn liền xuất hiện trong tay hắn, đây là kiếm chấn hồn, là do ban đầu Minh Vương tặng cho ta. Các người hẳn đã nghe đến Minh Vương, vậy ta cũng không giải thích nhiều với các người nữa. Nói đến đây, kiếm chấn hồn trong tay hắn lại biến thành kiếm thần vương, đây là thần vương tặng cho ta. Đã nghe đến thần tộc rồi chứ? Thiên tài yêu nghiệt nhất của thần tộc Giản Tự Tại chính là tỷ tỷ ta, các người có lẽ đã từng nghe nói đến nàng ấy. Nói xong, hắn vung tay phải, thần vương tọa đã xuất hiện ngay trước mặt bọn họ. Bảo vật đạo cảnh. Nhìn thấy thần vương tọa, vẻ mặt 5 người trong điện đều trở nên nghiêm trọng hơn. Diệp Huyên chỉ vào thần vương tọa, đây là thần vương cho ta, ông ấy nói, ta là người được ngũ duy thiên gì đó chọn. Muốn ta sau này phát đạt rồi cũng đừng quên thần tộc. Nói xong, lòng bàn tay hắn chợt mở ra, kiếm Thiên Chu đã xuất hiện trong tay hắn. Nhìn thấy thanh kiếm này, sắc mặt 5 người trong điện đều thay đổi, nhất là tinh chủ, ánh mắt ông ta có chút cảnh giác. Bởi vì ông ta đã từng đích thân lĩnh giáo uy lực mạnh mẽ của thanh kiếm này. Diệp Huyên lạnh nhạt nói, chư vị có biết đây là kiếm gì? Đường Diêm hỏi, kiếm gì? Chương 1728. Diệp Huyên này không hề đơn giản. Diệp Huyên nghiêm túc nói, kiếm Thiên Chu. Kiếm này là chí bảo Ngũ Duy, bởi vì nó là của Ngũ Duy cho nên một khi đã xuất hiện ở thế giới tứ duy chúng ta thì sẽ làm tổn thương căn nguyên của thế giới tứ duy chúng ta. Kiếm Thiên Chu. Sở chân nhân nhìn kiếm Thiên Chu, đang định nói thì Diệp Huyên lại đột nhiên tiếp tục, ta còn có một thanh kiếm, là kiếm của sư phụ ta, các người xem thử xem. Nói xong, hắn bảo Tiểu Linh Nhi ôm một thanh kiếm ở đỉnh tháp ra. Khi nhìn thấy thanh kiếm này, sắc mặt mọi người trong điện lập tức thay đổi. E sợ. Lúc này, ánh mắt 5 người họ đều mang vẻ e sợ. Tiểu Linh Nhi cầm kiếm nâng lên về phía mọi người, sau đó quay người trở lại tháp giới ngục. Diệp Huyên nói, chư vị, đây là kiếm của sư phụ ta, là do ông ấy để lại cho ta. Ông ấy nói. Chỉ trừ khi ta gặp nguy hiểm đến tính mạng, nếu không thì không được tùy tiện sử dụng kiếm này. Yêu Vương hỏi, tại sao? Diệp Huyên thành thật nói, sư tôn nói, một khi sử dụng kiếm này thì có thể hủy thiên diệt địa, vũ trụ này của chúng ta cũng không thể chịu đựng nổi. Mọi người! Diệp Huyên cất lại toàn bộ bảo vật, sau đó nói, chư vị, những thứ này đều là bảo vật của ta, nếu bây giờ các người ra tay thì bọn chúng đều là của các người, kể cả chí bảo Ngũ Duy kia. Mọi người trầm mặc. Chí bảo Ngũ Duy. Mọi người trong này đều là người mạnh nhất ở đất trời này, đương nhiên trí thông minh của bọn họ cũng không thấp, bọn họ cũng nghi ngờ những lời Diệp Huyên nói,
thế nhưng Diệp Huyên lấy ra những bảo vật kia, món sau lại còn kinh khủng hơn món trước, nhất là thanh kiếm sau cùng càng khiến bọn họ cảm nhận được nguy hiểm. Một thanh kiếm đã có thể khiến bọn họ cảm nhận được nguy hiểm, thì có thể tưởng tượng chủ nhân thanh kiếm kinh khủng đến nhường nào. Hơn nữa, lai lịch những bảo vật đó của Diệp Huyên đều không hề tầm thường. Một người ở tình huống bình thường thì sao có thể sở hữu được nhiều bảo vật như vậy? Chỉ một câu thôi, Diệp Huyên này không hề đơn giản. Lúc này, đột nhiên Sở Chân Nhân thấp giọng thở dài, tiểu hữu, chúng ta cũng không có ý gì khác, nếu như có ý gì khác thì ngay từ đầu đã ra tay với ngươi rồi. Chúng ta chỉ muốn mời ngươi cùng đối đầu với thần quốc, chỉ vậy mà thôi. Đường Diêm cũng khẽ gật đầu, Diệp tiểu hữu, bây giờ chúng ta không có ý kiến gì với ngươi, chỉ là muốn mời ngươi cùng nhau đối đầu với thần quốc, nếu không ngăn cản đại quân thần quốc thì một khi đại quân thần quốc đến chèn ép, thì lúc đó không biết có bao nhiêu bách tính phải bỏ mạng. Chương 1729, cần thời gian. Trận chiến này là chiến tranh chính nghĩa, vì bản thân chúng ta cũng là vì muôn dân thiên hạ. Yêu Vương cũng nói, mặc kệ trước đó có ân oán gì, lúc này vẫn phải cần liên thủ, thần quốc này không phải là một thế lực bình thường. Sở Chân Nhân khẽ gật đầu, nếu có tiểu hữu gia nhập thì phần thắng của chúng ta khi đối đầu với thần quốc sẽ tăng thêm rất nhiều. Câu này cũng không phải là quá khen. Thực lực của Diệp Huyên thật sự rất mạnh, hơn nữa Diệp Huyên còn có nhiều bảo vật như vậy, với sức lực chiến đấu này thì cao thủ đạo cảnh bình thường cũng hoàn toàn không bằng. Diệp Huyên liếc nhìn tinh chủ cách đó không xa, không nói lời nào. Lúc này, tinh chủ đột nhiên nói, Diệp Huyên, ngươi muốn ta đến trước mộ viện trưởng võ viện và tông chủ kiếm tông xin lỗi, có thể, nhưng người của liên minh trật tự ta sẽ không đưa cho ngươi chém giết. Nếu trong quá trình chúng ta đối đầu với thần quốc đạt được thắng lợi, đến lúc đó, chúng ta có thể tính toán cho rõ ân oán giữa ngươi và liên minh trật tự ta, mà nếu như chúng ta thất bại, thì khi đó mọi người đều chết tại táng thần nguyên, tất thảy ân oán trước đó đều chấm dứt, thế nào? Diệp Huyên khá bất ngờ. Bất ngờ vì tinh chủ lại chịu thỏa hiệp. Trong điện, mọi người đều đang nhìn Diệp Huyên. Một lúc sau, Diệp Huyên nói, đi thôi, đến thần võ thành xin lỗi. Nói xong hắn quay người rời đi. Diệp Huyên hắn cũng không phải thứ ngu xuẩn, hắn biết, nếu bản thân được một tấc lại đòi một tấc thì chắc chắn những người này sẽ không còn nhượng bộ gì nữa. Mà bây giờ, hắn với võ viện và cả kiếm tông cần điều gì? Cần thời gian. Hắn cần thời gian để trở nên lớn mạnh hơn, lớn mạnh đến mức năm người trước mặt này cũng không làm gì được hắn, mà võ viện và kiếm tông cũng cần thời gian để phát triển. Rất nhanh sau đó, Diệp Huyên cùng đám người tinh chủ đi đến thần võ thành. Ở núi sau kiếm tông, trước bia mộ Việt Vô Trần, tinh chủ lặng lặng nhìn bia mộ đó, mà ở sau lưng cách ông ta không xa là toàn bộ đệ tử kiếm tông. Tất cả đệ tử kiếm tông đều đang nhìn tinh chủ, trong mắt bọn họ có phẫn nộ, có sát ý. Lúc này, tinh chủ khẽ hành lễ trước bia mộ, sau đó ông ta xoay người nhìn Diệp Huyên, nhớ rõ chuyện ngươi đã đồng ý. Vừa dứt lời, ông ta liền quay người biến mất nơi cuối chân trời. Trong sân, Diệp Huyên trầm mặc một lúc sau đó quay người nhìn chúng đệ tử kiếm tông, nhớ kỹ, đây không phải là chuyện đáng kiêu ngạo, mà ngược lại, đây là sự bất lực của chúng ta. Bởi vì chúng ta bất lực nên chỉ có thể khiến ông ta đến đây nhận lỗi mà thôi. Thế nhưng, ta có thể cam đoan với các người, sai này, nhất định ta sẽ để liên minh trật tự của ông ta nợ máu trả máu. Chương 1730. Không phải là các người sao? Trong sân, tất cả đệ tử kiếm tông đều đang nhìn Diệp Huyên, ánh mắt bọn họ tràn ngập tôn kính. Đối với Diệp Huyên, đệ tử kiếm tông thực lòng tin phục. Diệp Huyên lại nói, nhớ lấy, nếu kiếm tông ta không mạnh thì sau này chỉ có thể để mặc người khác khi dễ, mà kiếm tông ta có mạnh hay không thì phải xem các người chính là tương lai của kiếm tông. Kiếm tông, thực ra cũng không phải hắn rất muốn làm tông chủ gì đó của kiếm tông, thế nhưng hắn không thể không làm. Mà nếu đã lựa chọn làm thì hắn sẽ làm cho tốt. Sau khi chúng đệ tử kiếm tông rời đi, đột nhiên Đường Thanh đến bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta nhẹ giọng nói, biết tại sao tinh chủ lại thỏa hiệp không? Diệp Huyên lắc đầu. Đường Thanh nói, bởi vì so với giết ngươi thì ông ta càng hy vọng đẩy lùi được thần quốc, nghênh đón thi thể cổ đạp thiên về, rửa sạch nỗi nhục nhiều năm qua của liên minh trật tự. Mà ông ta biết, chắc chắn thần quốc vô cùng mạnh, nên hy vọng này rất xa vời.
nhưng, có người gia nhập có lẽ có thể tăng thêm chút hy vọng này. Diệp Huyên trầm giọng nói, rốt cuộc thần quốc mạnh đến thế nào? Đường Thanh lắc đầu, không biết. Diệp Huyên nói, đường tộc ngươi cũng không biết. Đường Thanh gật đầu, không biết, bởi vì không có ai có thể đặt chân đến thần quốc. Trước đó, chúng ta cũng có phái người đi nhưng không một người nào sống sót quay về. Diệp Huyên trầm mặc. Đường Thanh khẽ nói, tinh chủ không chỉ triệu tập tất cả thế lực của Đông Hoang giới đến Táng Thần Nguyên, mà còn có cả thiên tài trên bảng đạo, những người này đều đồng loạt chạy đến Táng Thần Nguyên, kể cả ta, ngày mai ta sẽ lên đường đến Táng Thần Nguyên. Diệp Huyên trầm giọng nói, các người đều không có lựa chọn sao? Đường Thanh lắc đầu, không có lựa chọn. Diệp Huyên khó hiểu, tại sao? Bởi vì năm người mạnh nhất kia. Đường Thanh khẽ cười, bọn họ cũng không có lựa chọn. Diệp Huyên cau mày, có ý gì? Đường Thanh nhìn Diệp Huyên, chủ nhân thật sự của thần đạo quân là ai, người biết không? Diệp Huyên nói, không phải là các người sao? Đường Thanh lắc đầu, ả ta ngẩng đầu nhìn chân trời, nhẹ giọng nói, chủ nhân thật sự của thần đạo quân, là nó, thiên đạo. Thật ra, tranh chấp giữa thần quốc và chúng ta, ngoại trừ lợi ích bản thân chúng ta thì còn có một nguyên do, cũng là nguyên do chủ yếu, đó chính là tranh chấp đạo thống. Diệp Huyên trầm giọng nói, ý của ngươi là, hai thiên đạo. Đường Thanh gật đầu, thiên đạo mà thần quốc thờ phụng và thiên đạo mà chúng ta thờ phụng không phải là một. Mặc dù bọn chúng chưa bao giờ thật sự xuất hiện, nhưng bọn chúng vẫn luôn tồn tại. Nói đến đây, ả ta nhìn Diệp Huyên, đương nhiên, những người như chúng ta sở dĩ chiến đấu cũng là vì lợi ích của bản thân. Cũng giống như ngươi, bây giờ ngươi là thành chủ thần Vũ Thành, nhưng thần quốc đến đánh. Người buộc phải cúi đầu xưng thần, người sẽ nguyện ý sao? Cũng đừng nói đến xin hàng, có nhiều lúc xin hàng cũng không có được kết cục tốt đẹp. Diệp Huyên khẽ nói, sao ta cảm thấy vạn vật chúng sinh lại như một quân cờ vậy? Chương 1731, cười cái gì? Diệp Huyên nhìn lên chân trời, vũ trụ rộng lớn đến mức nào? Hắn không biết. Lúc ở Thanh Thành, hắn cảm thấy Khương quốc rất lớn, mà khi ở Thanh Thương giới. Hắn phát hiện thì ra Khương quốc nhỏ bé đến thế, đến lúc tới nơi này, hắn lại phát hiện Thanh Thương giới nhỏ đến mức nào. Mà trong vũ trụ mênh mông, vũ trụ hỗn độn này là vũ trụ duy nhất sao? Bên ngoài vũ trụ hỗn độn thì sao? Ngũ duy, vũ trụ quá lớn, lớn đến mức hắn chỉ có thể miêu tả bằng quá lớn, vì hắn không có chút khái niệm nào với vũ trụ này cả. Trong vũ trụ rộng lớn này, muôn nghìn chúng sinh thật sự quá nhỏ bé. Chúng sinh tựa như kiến. Nếu nhìn theo một góc độ khác, thật ra những lời này cũng không phải không có lý. Trong vũ trụ này, loài người và những sinh mệnh khác thật sự giống như kiến. Lúc này, khi nghe thấy lời Đường Thanh nói, hắn chợt có một cảm giác. Chúng sinh chẳng khác nào con cờ trên bàn cờ, đi như thế nào, kết cục ra sao, đều đã được định sẵn rồi. Người bình thường sau khi ra đời sẽ học tập, làm việc, thành thân. Sinh con, già đi rồi chết, mà con của người đó cũng sẽ tiếp tục, lặp đi lặp lại như thế. Còn người tu luyện thì sẽ tu luyện để trở nên mạnh mẽ, hướng tới đại đạo, trường sinh. Nhưng được mấy người thật sự trường sinh đâu? Đại đạo, trường sinh, đây là chuyện hư vô mờ mịt đến mức nào chứ? Mà rất nhiều người tu luyện vất vả cả đời, cuối cùng cũng chỉ là cát bụi trở về với cát bụi. Dường như cái gì cũng đã sắp đặt từ trước rồi. Lúc này, Diệp Huyên cười lắc đầu. Đường Thanh nhìn Diệp Huyên, cười cái gì? Diệp Huyên nói, cho dù vũ trụ này rộng lớn bao nhiêu, cũng không quan tâm có thể sống bao lâu, thật ra cái quan trọng nhất chính là ý nghĩa của sinh mạng. Chúng ta sống trên đời, sớm muộn cũng có ngày sẽ biến mất, nhưng quá trình này nhất định phải sống cho đặc sắc. Cố gắng phấn đấu, liều mạng tu luyện là hy vọng có một cuộc sống tốt, ví dụ như có thể ăn thứ mình muốn ăn, yêu người mình muốn yêu. Mình sống không thấp hèn, người thân của mình sống không thấp hèn, như thế là đủ rồi. Chương 1732, bọn họ cũng không yên lòng. Đường Thanh nhìn Diệp Huyên, hơi ngơ ngác. Lúc này, A Việt đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, thấy A Việt, mí mắt Diệp Huyên hơi giật, sao người phụ nữ này lại chạy ra ngoài thế? A Việt nhìn Diệp Huyên, nàng ta không nói gì, chỉ nhìn Diệp Huyên như thế, khiến Diệp Huyên thấy rất mất tự nhiên.
Diệp Huyên vừa định lên tiếng thì A Việt đã nói, ta từng thấy một câu nói trong một quyển sách của chủ nhân nói ý nghĩa của sinh mạng chính là giá trị của bản thân hiện tại, cố gắng sống tốt mỗi một ngày. Nói đến đây, nàng ta nhìn Diệp Huyên, dường như cũng giống những gì ngươi nói. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, tư tưởng lớn gặp nhau. A Việt cô nương, nếu cô không ngại thì tạm thời xem ta như chủ nhân đi, ta không ngại đâu, thật đấy. A Việt đột nhiên đánh ra một quyền. Bốp! Diệp Huyên còn chưa kịp phản ứng đã bay ra ngoài. A Việt hất tay, đúng là quá thiếu đòn. Nói xong, nàng ta xoay người biến mất. Đường Thanh. Khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Huyên bắt đầu sắp xếp chuyện của Kiếm Tông và Võ Việt, vì hắn quyết định đến Táng Thần Nguyên. Cũng có thể nói là không thể không đi. Nếu hắn không đi, vậy chắc chắn năm người kia sẽ không bỏ qua cho hắn, cũng sẽ không bỏ qua cho Thần Võ Thành. Mà lần này, hắn chỉ dẫn Mạc Tà theo. An Lan Tú và Liên Vạn Lý đều ở lại trấn giữ Thần Võ Thành, dù sao bây giờ trong Thần Võ Thành không có cao thủ siêu cấp gì nữa. Ngày hôm sau, Diệp Huyên, Mạc Tà và Đường Thanh rời khỏi Thần Võ Thành, đi Táng Thần Nguyên. Khi biết Diệp Huyên sẽ rời khỏi Thần Võ Thành để đi Táng Thần Nguyên, mấy người Sở Chân Nhân đều thở phào nhẹ nhõm. Diệp Huyên ở lại đây, bọn họ cũng không yên lòng. Vì bọn họ cũng sợ, sợ lúc mình đấu với Thần Quốc, Diệp Huyên sẽ đánh lén ở sau lưng. Mà một khi năm người bọn họ đi Táng Thần Nguyên rồi, lúc đó sẽ không có ai ngăn cản được Diệp Huyên nữa. Nhưng may là Diệp Huyên chịu đi Táng Thần Nguyên. Dưới sự kêu gọi của Liên Minh Trật Tự, Đường Tộc và Yêu Tộc, vô số cao thủ đi đến Táng Thần Nguyên. Chương 1733, Thần Võ Thành. Vì không ai dám không đi, sẽ trở thành kẻ thù của cả ba thế lực lớn. Hơn nữa một khi đi đến Táng Thần Nguyên, có thể lập công sẽ có phần thưởng vô cùng hấp dẫn. Phần thưởng này là do ba thế lực lớn cùng nhau tạo ra, trong đó có công pháp, võ kỹ, thậm chí là bảo vật tạo hóa cảnh. Phần thưởng lớn chắc chắn sẽ có người can đảm xông pha. Ngày càng có nhiều cao thủ đi tới Táng Thần Nguyên, ai cũng đều mang suy nghĩ kiến công lập nghiệp. Mà tất cả mọi người đều không biết gì về Thần Quốc cả. Nhà họ Tần. Hôm nay, 5 người tinh chủ đi đến nhà họ Tần. Lúc này, nhà họ Tần đã trống không, không có một ai. Trên không trung, Sở Chân Nhân nhìn xuống nhà họ Tần, nhẹ giọng nói, lúc trước có lẽ thế lực đứng sau bọn họ chính là Thần Quốc. Tinh chủ gật đầu, thực lực của Thần Quốc đã thâm nhập vào chỗ chúng ta rồi, phải vô cùng cẩn thận mới được. Sở Chân Nhân nhìn về phía chân trời xa xa, nhẹ giọng nói, đi thôi, đi tới Táng Thần Nguyên. Chẳng mấy chốc, 5 người đã biến mất. Táng Thần Nguyên. Cuối phía đông Táng Thần Nguyên chính là Thần Quốc, còn phía tây chính là Vạn Sơn Trường Thành. Vạn Sơn Trường Thành này được tạo thành từ vô số ngọn núi, tường thành xây dọc theo núi, cao trăm trượng, cách Thần Quốc khá xa. Còn Thần Quốc nếu muốn chinh phục ba hoang giới khác, thì nhất định phải san bằng Vạn Sơn Trường Thành này trước. Một ngày sau, Diệp Huyên và Mạc Tà đi tới Vạn Sơn Trường Thành. Vừa mới đến đây, một thần đạo binh cưỡi cự long đã xuất hiện trên đầu hai người, thần đạo binh kia nhìn xuống Diệp Huyên và Mạc Tà bên dưới, người đến là ai? Diệp Huyên đáp, thành chủ Thần Võ Thành, Diệp Huyên. Thần Võ Thành. Thần đạo binh kia nhíu mày, còn trẻ thế sao? Diệp Huyên cười, quá ưu tú, cũng hết cách. Mạc Tà lắc đầu cười một tiếng, ra mặt của. Diệp Huyên này, e rằng nói giày thứ hai chắc chắn không ai dám nhận thứ nhất. Thần đạo binh kia hơi sững sốt, rõ ràng không ngờ Diệp Huyên lại nói thế, gã quan sát Diệp Huyên một lúc rồi nói, hai vị đi theo ta. Nói xong. Hắn ra hiệu cho Diệp Huyên và Mạc Tà lên cự long. Chương 1734. Rất khó. Diệp Huyên và Mạc Tà không từ chối, lập tức bay lên cự long nhanh chóng biến mất ở cuối chân trời. Nhìn xuống từ trên không trung, thu hết núi non vào mắt. Mạc Tà ở trên lưng cự long nhìn dãy núi bên dưới, nhẹ giọng nói, Diệp Huynh, ta tự ý làm một chuyện mà quên nói với Huynh. Diệp Huyên nhìn về phía Mạc Tà. Mạc Tà nói, ta truyền tin về tinh vực Vị Ương rồi. Bảo một vài thiên tài trong tộc của ta đến Thần Võ Thành, muốn bọn họ ở lại Thần Võ Thành. Diệp Huyên cười, đây không phải là chuyện tốt à? Mạc Tà nhìn Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, cảm ơn. Diệp Huyên lắc đầu,
huynh đệ với nhau, nói mấy lời này xa lạ quá. Huynh đệ, Mạc Tà nhìn Diệp Huyên một cái, gật đầu, Diệp Huynh là một người đáng để kết bạn. Diệp Huyên cười, bây giờ huynh mới phát hiện à, ha ha, Mạc Tà cũng cười. Diệp Huyên đột nhiên nói, Mạc Tà huynh, huynh có ước muốn gì không? Mạc Tà hơi trầm ngâm, sau đó đáp, hy vọng người trong tộc có một chỗ an thân tốt, không bị người khác ức hiếp. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, rất khó. Mạc Tà gật đầu, đúng thế. Lúc này, thần đạo binh ở cách đó không xa đột nhiên nói, hai vị, đến rồi. Dứt lời, cự long dừng lại. Chỗ không xa trước mặt hai người có một ngọn núi. Thần đạo binh kia chỉ vào ngọn núi, hai vị, ngọn núi này tên là Đạp Thiên Phong, do tiền bối cổ Đạp Thiên đặt tên, cũng là ngọn núi chính của Vạn Sơn Trường Thành này. Trên ngọn núi chính này có một đại điện gọi là Đạp Thiên Điện, hai vị mới tới, phải đến Đạp Thiên Điện báo danh với phó thống lĩnh. Ta còn có nhiệm vụ, không thể đi cùng hai vị nữa, tạm biệt. Nói xong, gã xoay người cưỡi cự long biến mất phía chân trời. Diệp Huyên và Mạc Tà đi tới trước đại điện, lúc này, một người đàn ông mặc áo giáp, hông đeo trường đao chặn trước mặt Diệp Huyên và Mạc Tà. Diệp Huyên nói, xin các hạ thông báo một tiếng, nói là thành chủ Diệp Huyên của thần Võ Thành đến báo danh. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên một cái rồi xoay người rời đi, một lát sau, hắn ta lại đi ra, nhìn Diệp Huyên và Mạc Tà, đợi. Đợi. Diệp Huyên hỏi, đợi bao lâu? Chương 1735. Tại sao tự nhiên lại muốn đi xem? Người đàn ông lại nói, đợi. Diệp Huyên hơi nhíu mày, hắn ngẫm nghĩ một hồi, sau đó gật đầu, đợi thì đợi. Nói xong, hắn và Mạc Tà đi qua một bên, nhìn xuống từ vị trí của hai người, có thể thấy rõ Vạn Sơn trường thành này tựa như một con cự long lượn vòng giữa các ngọn núi lớn, vô cùng nguy nga. Đưa mắt nhìn về phía trước chính là táng thần nguyên rất rộng lớn, không thể nhìn thấy điểm cuối. Mà ở điểm cuối đó chính là thần quốc trong truyền thuyết. Lúc này, Mạc Tà chợt cất lời, đi xem thử không? Đi xem thử. Diệp Huyên nhìn Mạc Tà, đi thần quốc á? Mạc Tà gật đầu. Diệp Huyên hỏi, tại sao tự nhiên lại muốn đi xem? Mạc Tà nhẹ giọng nói, chỉ muốn xem thử rốt cuộc thần quốc này mạnh đến mức nào thôi. Diệp Huyên cười hì hì, không cần phải nói, ta cũng muốn đi xem, nhưng ta sợ chết, ha ha. Chắc chắn hắn sẽ không khinh thường thần quốc, đùa à, năm đó nó suýt chút thống nhất toàn bộ vũ trụ hỗn độn đấy. Hơn nữa năm người tinh chủ cũng rất kiêng dè quốc gia thần bí này. Cao thủ như thế còn kiêng dè, đối phương có thể yếu sao? Lúc này, Diệp Huyên lại nói, nhưng chúng ta đi xem thử một cái rồi về, có lẽ không có vấn đề nhỉ? Mạc Tà gật đầu, chắc thế. Hai người nhìn nhau, một khắc sau, cả hai lập tức biến mất. Người đàn ông mặc áo giáp ở chỗ cũ. Diệp Huyên và Mạc Tà vừa rời đi không lâu, năm người sở chân nhân đã xuất hiện trước Đạp Thiên Điện. Lần này, người đàn ông mặc áo giáp kia không dám ngăn cản. Năm người đi thẳng vào đại điện, vừa bước vào, một người đàn ông trung niên mặc áo giáp màu đen đã bước ra. Người đàn ông trung niên hành lễ với năm người, phó thống lĩnh thần đạo quân Sở Cuồng bái kiến các tiền bối. Sở chân nhân hỏi, Sở thống lĩnh, Diệp Huyên kia đã đến chưa? Diệp Huyên. Sở Cuồng hơi ngây người, sau đó nhìn ra ngoài điện thị vệ. Vừa dứt lời, người đàn ông mặc áo giáp ở bên ngoài điện lập tức đi vào trong. Sở Cuồng nói, Diệp Huyên còn ở đây không? Chương 1736, lỗ mãng. Người đàn ông đáp, bẩm phó thống lĩnh, hai người kia vừa đi rồi. Sở Cuồng nhíu mày, đi đâu? Người đàn ông nói, không biết, nhưng bọn họ đi về phía táng thần nguyên. Nghe vậy, sắc mặt đám người sở chân nhân lập tức thay đổi. Sở chân nhân trầm giọng nói, chắc chắn tên kia đến thần quốc rồi. Hắn đang tự tìm đường chết à? Đường Diêm cũng nhíu mày, lỗ mãng. Yêu Vương lắc đầu, quá non nớt. Lúc này, tinh chủ hờ hững nói, mọi người đang lo lắng cái gì vậy? Mọi người nhìn về phía tinh chủ, vẻ mặt tinh chủ không chút cảm xúc, yên tâm đi, tên này chẳng những thực lực mạnh mẽ. Mà da mặt còn dày hơn cả tường thành nữa, hắn sẽ không chết được đâu. Mọi người. Hoang vắng. Sau khi tiến vào táng thần nguyên, cảm giác đầu tiên của hai người Diệp Huyên và Mạc Tà chính là hoang vắng. Nhìn dặm khô cằn,
sắc trời u tối, mang theo cảm giác đè nén nặng nề. Hai người cũng không ngang nhiên đi vào táng thần nguyên, trên người cả hai lúc này đều có khí hỗn độn giấu đi hơi thở, cao thủ bình thường hoàn toàn không thể phát hiện ra bọn họ. Trên đường, Mạc Tà đột nhiên hỏi, Diệp huynh nói xem, thần quốc này thống nhất cả vũ trụ hỗn độn là chuyện tốt hay chuyện xấu? Diệp Huyên im lặng. Chuyện tốt, chuyện xấu. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, đối với thế hệ chúng ta, đây chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì, vì một khi chiến tranh nổ ra, chắc chắn sẽ có người chết, ai cũng đừng nghĩ chỉ lo thân mình. Nhưng đối với thế hệ sau, có lẽ sẽ là chuyện tồi tệ hơn, nhưng cũng có thể là một chuyện tốt. Mạc Tà nhìn Diệp Huyên, sao lại thế? Diệp Huyên cười, nếu bọn họ thống nhất vũ trụ hỗn độn, như thế sẽ không còn chiến tranh nữa, ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không có chiến tranh. Mà nếu thần chủ của thần quốc là một người anh minh, thì đây chắc chắn là một chuyện tốt với thế hệ sau. Nhưng nếu đối phương là một bạo quân tàn nhẫn bất nhân, thì chắc chắn sẽ là một tai họa lớn với thế hệ sau. Mạc Tà gật đầu, vậy nếu đối phương là một thần chủ anh minh thì sao? Chương 1737. Chúng ta phải về thôi. Diệp Huyên cười, những kẻ khơi mào chiến tranh được mấy người suy nghĩ vì thiên hạ chúng sinh. Đa số đều vì dã tâm của mình mà thôi. Hơn nữa, một khi thần quốc thành công, chắc chắn những thế lực trong thần quốc sẽ phân chia địa bàn ở mấy đại hoang giới khác của chúng ta, ví dụ như thần võ thành của ta. Khi đó, bọn họ muốn thần võ thành đầu hàng, ta nên đầu hàng hay là không đây? Dù sao với tính cách nóng nảy của ta, chắc chắn ta sẽ không đầu hàng, chắc chắn sẽ liều mạng với bọn họ. Mạc Tà gật đầu, ta không muốn gửi gắm hy vọng vào người khác. Diệp Huyên nhìn về phía cuối táng thần nguyên, từ cổ chí kim, có bên thua trận nào có kết quả tốt đâu. Nếu hắn là một mình, thần quốc có đánh hay không cũng không liên quan đến hắn, nhưng hắn không chỉ có một mình. Diệp Huyên hắn là thành chủ của thần Võ Thành. Trước khi chết, Võ Vấn và Việt Vô Trần đã giao Võ Viện và Kiếm Tông cho hắn, đương nhiên hắn phải suy nghĩ vì Võ Viện và Kiếm Tông. Có lẽ chuyện thế tục sẽ khiến hắn có gánh nặng, nhưng theo hắn thấy, là một người đàn ông thì phải có trách nhiệm, phải gánh vác thật tốt trách nhiệm của mình. Người sống, không thể chỉ sống vì mình. Lúc này, Mạc Tà đột nhiên nói, huynh xem kìa. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên, thấy một cây cột sắt dựng thẳng ở cách đó không xa. Bên trên trói một người đàn ông bị tóc che khuất, không thấy rõ khuôn mặt. Mạc Tà nhẹ giọng nói, có lẽ đây là cổ đạp thiên của liên minh trật tự. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn một vòng xung quanh, bốn phía vắng lặng, không một bóng người. Nhưng Diệp Huyên biết chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy, nếu không người của liên minh trật tự đã mang thi thể của cổ đạp thiên đi từ lâu rồi. Mạc Tà hỏi Diệp Huyên, Diệp huynh, có tiếp tục đi về phía trước không? Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, bây giờ vẫn không nhìn thấy thần quốc, mà hắn lại có một cảm giác rất không tốt. Diệp Huyên lắc đầu, chúng ta phải về thôi. Với thực lực của hắn bây giờ, ngoài mấy người tinh chủ, những người khác hoàn toàn không uy hiếp được hắn, nhưng hắn sẽ không liều lĩnh. Cũng không dám liều lĩnh. Bây giờ vẫn không nên đi lung tung thì tốt hơn. Hắn đã chịu đựng đủ cuộc sống bị người ta đuổi giết rồi. Mạc Tà gật đầu. Hắn ta cũng có dự cảm chẳng lành. Vào lúc hai người muốn rời đi, một tiếng bước chân đột nhiên vang lên từ bên phải. Hai người nhíu mày, Diệp Huyên xoay người nhìn một ông lão chậm rãi đi tới từ cách đó không xa. Ông lão có vóc dáng nhỏ gầy, lưng hơi cong, tóc thưa thớt hơi lượm thượm, chống một cây gậy gỗ đen nhánh. Chương 1738. Không chỉ có một mình đang phát triển. Ông lão nhìn Diệp Huyên và Mạc Tà, Vạn Sơn Trường Thành. Giọng nói khàn khàn, nghe rất khó chịu, giống như trong cổ họng có đàm vậy. Mạc Tà đang muốn trả lời thì Diệp Huyên đã nói, không, chúng ta đến từ thần quốc. Mạc Tà, ông lão nhìn Diệp Huyên, ngươi nhìn kỹ ta đi. Diệp Huyên quan sát ông lão một lúc, hơi khó hiểu tiền bối có ý gì. Ông lão nhìn thẳng vào Diệp Huyên, ngươi xem ta có giống kẻ ngốc không? Diệp Huyên, ông lão đột nhiên biến mất. Diệp Huyên đang muốn ra tay thì Mạc Tà đã nói, để ta. Dứt lời, hắn ta bay nhanh về phía trước, một khắc sau, một tàn ảnh xuất hiện. Vụt, cơ thể Mạc Tà xuyên qua không gian, đánh về phía ông lão kia. Ầm, một tiếng nổ đột nhiên vang lên, sau đó,
hai người liên tục lùi về sau, trong lúc lùi lại, Mạc Tà chỉ một cái về phía trước, không gian xung quanh ông lão ở cách đó trăm trượng lập tức nổ tung. Cùng lúc đó, Mạc Tà chợt xuất hiện trước mặt ông lão, một lực lượng mạnh mẽ lập tức đẩy ông lão lùi xa mấy trăm trượng. Thật mạnh quá! Diệp Huyên ở cách đó không xa hơi giật mình. Khoảng thời gian này, hắn và Mạc Tà chưa từng giao thủ với nhau, vì thế, hiểu biết về thực lực của Mạc Tà của hắn vẫn dừng lại lúc ở tinh vực Vị Ương, hắn không ngờ bây giờ Mạc Tà đã mạnh đến mức này rồi. Có thể nói, chiến lực của Mạc Tà chắc chắn mạnh hơn cao thủ chứng đạo cảnh. Không chỉ có một mình đang phát triển. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, nhìn về phía xa, lúc này, Mạc Tà và ông lão kia lại chiến đấu không phân cao thấp, mà ông lão kia chắc chắn là cao thủ chứng đạo cảnh đỉnh cao. Lúc này, Mạc Tà và ông lão đột nhiên không ngừng lùi lại, sau khi lùi khoảng trăm trượng, hai người gần như dừng lại cùng một lúc. Sau khi dừng lại, Mạc Tà giẫm nhẹ chân phải, thân thể lơ lửng trên không, hắn ta giơ lòng bàn tay về phía trước rồi đè xuống, trong nháy mắt, một vòng xoáy màu đen ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn ta, chẳng mấy chốc, không gian nghìn trượng xung quanh bắt đầu rung lên. Ông lão bên dưới híp mắt lại, chậm rãi siết chặt tay phải, một lực lượng mạnh mẽ lặng lẽ ngưng tụ trong tay. Trên không trung, Mạc Tà đột nhiên vung lòng bàn tay xuống dưới, trong nháy mắt, một lực lượng mạnh mẽ xuất hiện từ bốn phía trong không gian, lực lượng này mạnh như trời sập, khiến không gian xung quanh vặn vẹo thành một hình dạng kỳ lạ. Chương 1739. Rất rõ ràng đây là thiên tài của thần quốc. Cách đó không xa, ông lão quát một tiếng, đánh một quyền lên trên. Lấy lực phá lực. Không gian xung quanh thoáng chốc rung động kịch liệt, một khắc sau, một bóng người liên tục lùi lại. Người lùi lại chính là ông lão kia, ông lão lùi khoảng mấy trăm trượng mới dừng lại, một ngụm máu tươi chậm rãi chảy ra từ khóe miệng của ông ta. Ông lão nhìn chằm chằm Mạc Tà. Ông ta đang định ra tay thì lúc này, một tàn ảnh đột nhiên lao tới từ sau lưng ông ta, một khắc sau, lúc xuất hiện một lần nữa, tàn ảnh đã ở ngay trước mặt Mạc Tà, sắc mặt Mạc Tà hơi thay đổi, đánh xuống một trường. Một trường này vừa đánh xuống, hắn ta lập tức bay ra ngoài, tàn ảnh trước mặt đuổi sát theo hắn ta như bóng ma, tốc độ rất nhanh, lực lượng mạnh mẽ không ngừng đánh về phía Mạc Tà. Trong không trung, Mạc Tà liên tục lùi lại. Sau khi lùi khoảng nghìn trượng, hắn ta đột nhiên gào lên một tiếng, giơ hai tay về phía trước. Không gian trước mặt hắn ta lập tức sụp đổ. Lúc này, không biết tàn ảnh kia đã lùi về trước mặt ông lão từ bao giờ. Đó là một thiếu niên mặc trường y màu xanh trắng, thiếu niên vóc người cao gầy, khóe miệng mang ý cười lạnh nhạt. Vẻ mặt Diệp Huyên rất nặng nề, vì tốc độ của thiếu niên này thật sự quá nhanh. Trong khoảnh khắc khi nãy, Mạc Tà bị tốc độ của thiếu niên này áp đảo. Mà dù là hắn, cũng không thể nào ứng phó với tốc độ của thiếu niên này. Rất rõ ràng đây là thiên tài của thần quốc. Lúc này, thiếu niên kia đột nhiên nhìn Diệp Huyên và Mạc Tà một cái, thiên tài bên phía Tây đều yếu như các ngươi à? Diệp Huyên hỏi, ngươi cảm thấy mình mạnh lắm sao? Thiếu niên vỗ nhẹ quần áo xốc xếch trước ngực, hờ hững nói, ở trong thần quốc ta chắc chắn là không phải. Nhưng ở trước mặt hai ngươi, ta cảm thấy mình rất mạnh, không đúng, là cực kỳ mạnh, vì các ngươi quá yếu. Ta không cố ý nhằm vào các ngươi, chỉ là tùy việc mà xét thôi. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, ta không tin, trừ khi ngươi đứng đỡ một kiếm của ta. Mạc Tà, thiếu niên nhìn Diệp Huyên, hơi bất ngờ, ngươi là kiếm tu à? Chương 1740, đừng khinh địch. Diệp Huyên gật đầu, kiếm tu, ở chỗ chúng ta. Ta đứng thứ 9 trong mấy kiếm tu, làm sao, có dám ra đỡ một kiếm của ta không? Nếu ngươi đỡ một kiếm của ta mà không lùi, ta sẽ thừa nhận là ngươi mạnh. Thiếu niên quan sát Diệp Huyên một lát, kiếm tu mạnh nhất bên phía các ngươi là ai? Diệp Huyên nghiêm túc đáp, Diệp Huyên. Thiếu niên nhíu mày, hắn mạnh lắm sao? Diệp Huyên gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, còn tỏ vẻ sùng bái, rất mạnh. Chẳng những mạnh mà người này còn ngọc thụ lâm phong. Khí vũ hiên ngang, có thể nói là nam tử hiếm có nhất từ trước đến nay, ở chỗ chúng ta, có biết bao nữ tử vì hắn mà cả đời không lấy chống, biết bao nam nhân tự ti mặc cảm vì hắn. Mạc Tà nhìn Diệp Huyên một cái, không kìm lòng được nhích sang bên cạnh mấy trượng, hắn ta cúi đầu, thật sự thấy hơi ngượng ngùng. Thiếu niên ở đối diện Diệp Huyên hơi nhíu mày, Diệp Huyên.
hắn là kiếm thánh siêu phàm hay kiếm thần? Khóe mắt Diệp Huyên hơi giật, hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, 5 năm trước, hắn đã là kiếm thần siêu phàm rồi. Còn bây giờ, nói đến đây, hắn không nói tiếp nữa. Kiếm thần siêu phàm, thiếu niên ở cách đó không xa hơi nhíu mày, lợi hại vậy sao? Diệp Huyên gật đầu, vô cùng lợi hại. Nói đến đây, hắn nhìn về phía thiếu niên, thế nào? Ngươi có dám đứng ra đỡ một kiếm của ta không? Nếu ngươi đỡ được, ta sẽ chịu thua, nếu không dám thì coi như ta chưa nói. Thiếu niên lạnh lùng hỏi, ngươi đang nói khích ta à? Diệp Huyên đang muốn đáp lời, thiếu niên đột nhiên cười nói, không sao, ta sẽ đỡ một kiếm của ngươi, để ta xem hạng kiếm tu đứng thứ 9 phía tây rốt cuộc có thực lực thế nào. Ông lão sau lưng thiếu niên nhắc nhở, đừng khinh địch. Thiếu niên cười, yên tâm, trong lòng ta tự có tính toán. Chỉ là một kiếm tu hạng 9 mà thôi, hắn không làm ta bị thương được đâu. Diệp Huyên cách đó không xa ngẫm nghĩ một lát rồi nói trước, dưới một kiếm này của ta, ngươi có thể sẽ chết đấy. Thiếu niên cười ha ha, vậy à, đâu, mau để ta mở mang kiến thức xem nào. Diệp Huyên đi tới trước mặt thiếu niên. Một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay hắn, một khắc sau, hắn chém ra một cái. Khi nhìn thấy kiếm trong tay Diệp Huyên, sắc mặt thiếu niên lập tức thay đổi, hắn ta lập tức muốn lùi lại, nhưng lúc này kiếm của Diệp Huyên đã chém xuống, hắn ta không thể không giơ hai tay lên đỡ. Phụt! Một kiếm chém xuống, hai cánh tay của thiếu niên lập tức bị chém nứt, chẳng những thế, cơ thể của thiếu niên cũng thoáng chốc vỡ nát. Kiếm Diệp Huyên cầm trong tay là kiếm Thiên Chu. Thân thể sao có thể đỡ được kiếm Thiên Chu này chứ? Diệp Huyên nhìn thiếu niên đã trở thành linh hồn ở cách đó không xa, chân thành nói, các hạ rất giỏi, không ngờ thật sự có thể đỡ được một kiếm của ta, bội phục, là ta thua. Chúng ta sau này gặp lại. Nói xong, hắn xoay người bỏ chạy. Thiếu niên ở sau lưng quát to, không ngờ hắn lại dùng kiếm cấp bậc đạo cảnh, hèn hạ, vô sĩ, không biết xấu hổ, a. Chương 1741, hắn không chút do dự. Sắc mặt thiếu niên vô cùng khó coi. Vào khoảnh khắc Diệp Huyên xuất kiếm, hắn ta biết mình bị gài bẫy rồi. Thanh kiếm trong tay Diệp Huyên, thấp nhất cũng là cấp bậc đạo cảnh, kiếm thế này, thân thể hoàn toàn không thể chịu nổi. Cách đó không xa, ông lão khẽ thở dài, ông ta cũng không ngờ trên đời lại có kiếm tu nham hiểm như vậy. Lúc này, thiếu niên và ông lão đột nhiên nhìn sang bên phải, có một thiếu nữ đứng cách đó không xa, thiếu nữ cưỡi một con ngựa trắng, dưới chân ngựa trắng có tinh quang lấp lánh. Ngựa tinh hà, yêu thú cấp bậc đạo cảnh. Thiếu nữ mặc váy hoa nhí, tóc buộc đuôi ngựa, hai bên trán để hai lọn tóc mái, bên hông trái đeo một thanh trường đao, bên phải là một bình rượu hồ lô. Thấy thiếu nữ này, sắc mặt thiếu niên chợt trở nên nặng nề. Thiếu nữ cầm bình rượu hồ lô bên hông lên uống hai ngụm, sau đó nàng ta giơ ngón tay cái với thiếu niên ở cách đó không xa, nhưng nhanh chóng lật ngược xuống. Sắc mặt thiếu niên hơi khó coi, nhưng không dám đáp lại. Lúc này, thiếu nữ vỗ nhẹ lên ngựa tinh hà dưới người, một khắc sau, ngựa tinh hà lập tức biến mất ở phía xa, sau lưng nó lấp lánh tinh quang, tựa như tinh hà. Phía xa, Diệp Huyên và Mạc Tà chạy như điên. Trở về Vạn Sơn Trường Thành. Trước đó Diệp Huyên không thừa thắng xông lên là vì hắn hoàn toàn không thể làm vậy được. Phải biết rằng nơi đó là địa bàn của thần quốc, hơn nữa hắn đã cảm nhận được một hơi thở mạnh mẽ đang đến gần mình. Hắn không chút do dự. Bỏ chạy. Hảo hán không chịu thiệt trước mắt. Lúc này, giọng nói của A Việt đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyên, người phải đến thần quốc kia một chuyến. Diệp Huyên sửng sốt. Sau đó hỏi, vì sao? Chương 1742, đạo tắc tầng 6 là gì? A Việt trầm giọng nói, ta cảm nhận được đạo tắc tầng 6. Diệp Huyên hỏi, ở thần quốc? A Việt khinh bỉ, hỏi thế chẳng phải phí lời à? Đi thần quốc? Diệp Huyên hơi do dự, chỗ đó bây giờ chắc chắn là một nơi cấm kỵ, dù hắn rất tự tin với cách ẩn náu của mình, nhưng nơi này là thần quốc. Ai biết bên kia có bao nhiêu cao thủ. Lúc này, A Việt lại nói, ngươi phải đi một chuyến, lúc trước ngươi cố sử dụng cái tháp này với liên minh trật tự, đã đem lại ảnh hưởng rất lớn với nó, nếu không phải có ta trấn áp thì bây giờ ngươi đã xong đời rồi. Tháp giới ngục,
Lúc này Diệp Huyên mới nhớ ra, gần đây cái tháp này không có động tĩnh gì cả. A Việt lại nói, đạo tắc tầng thứ 6 rất có ích với ngươi bây giờ, nếu ngươi có thể lấy được, nó có thể bù đắp chỗ thiếu sót của cơ thể ngươi. Diệp Huyên hỏi, đạo tắc tầng 6 là gì? A Việt nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Diệp Huyên. A Việt nói tiếp, tranh thủ đi một chuyến, tốt nhất những đạo tắc này đừng rơi vào tay người ngoài. Hơn nữa sau khi có những đạo tắc này, chẳng những thực lực của ngươi có thể tăng cường lên rất nhiều, mà còn có thể khống chế được cái tháp này nữa. Diệp Huyên gật đầu, ta biết rồi. Thần quốc, nếu bên kia có đạo tắc, thì dù là đầm rồng hang hổ cũng phải xông vào. A Việt lại nói, ngoài ra, ngươi còn phải nâng cao cảnh giới của bản thân, cảnh giới của ngươi bây giờ quá thấp, nếu có thể tăng lên đến đạo cảnh, ngươi sẽ phát hiện lúc sử dụng những đạo tắc này, ngươi có thể nâng cao uy lực của chúng đến một trình độ vô cùng đáng sợ. Nâng cao cảnh giới. Diệp Huyên gật đầu, thật ra kiếm tông cũng có kiếm cấp bậc tạo hóa cảnh, nhưng hắn vẫn không nỡ hấp thụ. Vì bây giờ kiếm tông thật sự quá nghèo, sở dĩ nghèo, đương nhiên là vì kiếm tông và võ viện sử dụng trận pháp cuối cùng kia. Bây giờ chỉ còn một chút vốn liếng như thế, nếu hắn còn hấp thụ nữa, thì đệ tử tương lai của kiếm tông ngay cả một thanh kiếm tốt cũng không có. Vì thế, kiếm này cũng chỉ có thể nghĩ cách khác thôi. Chương 1743. Vậy ta không khách sáo đâu. Một lát sau, Diệp Huyên và Mạc Tà đi tới trước cổng Vạn Sơn Trường Thành, lúc này, hai người đột nhiên dừng lại, một khắc sau, hai người chợt xoay người, bấy giờ, một tia đao quang đột nhiên xuất hiện trước mặt cả hai. Diệp Huyên rút kiếm ra chém một cái. Mạc Tà đánh ra một quyền. Ầm ầm. Đao quang vỡ vụn, nhưng Mạc Tà và Diệp Huyên đã đồng thời lùi về sau khoảng 200 trượng, lùi thẳng đến trước cổng thành. Sau khi dừng lại, vẻ mặt hai người trở nên vô cùng nặng nề. Diệp Huyên nhìn về phía trước, cách đó 200 trượng có một thiếu nữ đang cưỡi ngựa. Thiếu nữ không lớn lắm, chỉ khoảng 17-18 tuổi, nhìn rất ngầu. Thiên tài của thần quốc. Lúc này, có rất nhiều người tập trung trên tường thành, đều là thiên tài đến từ các đại hoang giới. Dưới tường thành, thiếu nữ chỉ vào Diệp Huyên và Mạc Tà, sau đó móc tay một cái. Rõ ràng là ra hiệu cho hai người cùng tiến lên. Kiêu ngạo. Thế này sao có thể nhịn được? Mạc Tà lập tức muốn ra tay, Diệp Huyên đột nhiên nói, để ta. Mạc Tà nhìn Diệp Huyên, gật nhẹ đầu. Diệp Huyên đi tới trước mặt thiếu nữ, hắn nhìn nàng ta, thiên tài siêu cấp đến từ thần quốc, người dám đứng ra đỡ một kiếm của ta không? Nghe vậy, Mạc Tà suýt té xỉu. Thiếu nữ nhìn Diệp Huyên, sau đó chỉ đầu mình, đến đi. Diệp Huyên nói, vậy ta không khách sáo đâu. Dứt lời, hắn đã xuất hiện trước mặt thiếu nữ, nhưng hắn còn chưa rút kiếm, thiếu nữ đột nhiên rút đao chém một cái, chém. Chém. Vào khoảnh khắc đao chém xuống, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi, hắn vội né về phía sau, nhưng vẫn hơi chậm, trước ngực hắn bị chém ra một lỗ hổng lớn. Máu tươi bắn ra. Chương 1744. Đánh cược cái gì? Vẻ mặt Diệp Huyên rất nặng nề, trong khoảnh khắc khi nãy, nếu hắn chậm hơn chút nữa, có lẽ đã bị đối phương một đao phân thây rồi. Đao quá nhanh. Diệp Huyên nhìn thiếu nữ, giận dữ nói, không phải đã nói là đứng đỡ một kiếm của ta sao? Lòng tin giữa người và người đâu rồi? Thiếu nữ giơ tay lên chém tiếp một đao. Lần này, Diệp Huyên có đề phòng, vào khoảnh khắc thiếu nữ vung đao, hắn tiến về phía trước, chém xuống một kiếm. Kiếm Thiên Chu. Một kiếm này vừa chém xuống, đao quang trước mặt Diệp Huyên đã lập tức nứt ra, đao mang xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên chém nghiêng một kiếm. Keng. Tiếng đao gãy giòn giã vang lên, lúc này, thiếu nữ kia đã quay về trên ngựa, đao trong tay nàng ta đã nứt làm đôi. Tất cả mọi người trên tường thành đều nhìn về phía kiếm trong tay Diệp Huyên. Thật là một thanh kiếm sắc bén. Thần binh đó. Ai cũng nói Diệp Huyên này mạnh lắm, theo ta thấy đều là dựa vào thanh kiếm này mà thôi. Nếu không có kiếm này, thực lực chắc chắn sẽ yếu đi nhiều. Dưới tường thành, thiếu nữ nhìn kiếm trong tay Diệp Huyên, kiếm tu, người có dám không cầm kiếm này không? Chúng ta đánh một trận công bằng. Diệp Huyên suy nghĩ một lát rồi nói, được thôi, nhưng chúng ta đánh cược đi. Thiếu nữ nhìn Diệp Huyên, đánh cược cái gì? Diệp Huyên nói, nếu ta không cầm kiếm này,
mà ngươi không thể giết chết ta trong vòng 3 chiêu, thì ngươi phải cho ta con ngựa dưới người ngươi. Ngựa Tinh Hà. Thiếu nữ nhìn Diệp Huyên, nếu ngươi không cầm kiếm này mà có thể đánh thắng ta, ta sẽ đưa nó cho ngươi. Nhưng nếu ngươi đánh không thắng ta, ngươi phải đưa kiếm của mình cho ta. Chương 1745. Một đao nhanh như tia chớp. Khóe miệng Diệp Huyên giật giật, người phụ nữ này có ý đồ với kiếm của hắn. Diệp Huyên nói, các hạ, hai chúng ta đều là thiên tài nổi bật nhất trên đời, nếu đánh như vậy, e rằng đánh đến mấy tháng cũng không kết thúc. Thế này đi, mỗi người chúng ta ra một chiêu, hai bên đều không tránh né, chỉ có thể đỡ đòn, ai lùi xa hơn thì người đó thua, được chứ? Thiếu nữ đáp, được thôi. Diệp Huyên gật đầu, ngươi là nữ, ngươi tới trước. Thiếu nữ hỏi Diệp Huyên, ta có thể dùng đao không? Nói xong, nàng ta giơ thanh đao gãy trong tay lên. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, ngươi dùng tay được không? Thiếu nữ nhìn Diệp Huyên, vô sỉ cũng xin có giới hạn, cảm ơn. Diệp Huyên, cô gái, ta có thể dùng đao này, ngươi cũng có thể dùng kiếm khác, như vậy mới có thể phát huy thực lực chân chính của chúng ta, được chứ? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, được, cô ra chiêu đi. Thiếu nữ nhảy xuống khỏi ngựa Tinh Hà, nàng ta chậm rãi đi về phía Diệp Huyên, một khí thế lặng lẽ ngưng tụ, cùng lúc đó, một luồng đao uy mạnh mẽ bao vây lấy Diệp Huyên. Đao Thánh. Thấy cảnh này, sắc mặt tất cả mọi người thay đổi. Đao Thánh chưa tới 17 tuổi. Dù là Diệp Huyên cũng thấy hơi khiếp sợ. Đao Thánh chưa tới 17 tuổi. Thiên phú thế này không phải yêu nghiệt bình thường đâu. Thiếu nữ nhìn Diệp Huyên, một khắc sau, nàng ta tăng tốc, cùng lúc đó, một giọng nói vang lên, chém. Một đao nhanh như tia chớp. Nàng ta vừa dứt lời, một tia đao quang hình bán nguyệt chém về phía Diệp Huyên ở xa, tốc độ của một đao này quá nhanh, nhanh đến mức tất cả mọi người xung quanh còn chưa kịp phản ứng thì Diệp Huyên đã lùi đến trước cổng thành, lùi khoảng 300 trượng. Một thanh kiếm tạo hóa cảnh trong tay Diệp Huyên cũng vỡ thành vô số mảnh vụn. Chương 1746. Nguy hiểm. Chẳng những thế, trên cánh tay của Diệp Huyên còn có một vết đao sâu hóm, thấy được cả xương trắng. Vẻ mặt Diệp Huyên rất nặng nề. Đao của cô gái này thật sự quá nhanh. Nhanh đến mức người ta không kịp phản ứng. Khi nãy hắn cũng chỉ đề phòng theo bản năng, mà khi lấy lại tinh thần thì hắn đã thế này rồi. Lúc này, hắn lại một lần nữa biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cách đó không xa, thiếu nữ nhìn Diệp Huyên một cái, đến lượt ngươi rồi. Diệp Huyên nói, vì lý do công bằng, ta cần chữa thương. Thiếu nữ nhìn Diệp Huyên, được thôi. Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu hấp thụ thần tinh. Thiếu nữ cũng không nôn nóng, cứ đứng bên cạnh như thế, nhẹ nhàng vuốt ve ngựa Tinh Hà bên cạnh. Con ngựa cũng rất ngoan ngoãn. Nửa canh giờ sau, Diệp Huyên đang ngồi xếp bằng trước cổng đứng lên, hắn nhìn thiếu nữ, sau đó giơ kiếm Thiên Chu trong tay lên, ta không thể sử dụng thanh kiếm này, đúng không? Thiếu nữ mặt không cảm xúc, phải, kiếm khác tùy ngươi sử dụng. Diệp Huyên gật đầu, sau đó nói, Tiểu Linh Nhi, lấy kiếm của ta đến đây. Vừa dứt lời, một cô bé xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, chính là Tiểu Linh Nhi. Cô bé còn ôm một thanh kiếm trước ngực. Khi thấy thanh kiếm kia, sắc mặt của thiếu nữ ở cách đó không xa lập tức trở nên lạnh lẽo, rõ ràng thanh kiếm này còn mạnh hơn cả thanh kiếm khi nãy nữa. Hơn nữa khi thanh kiếm này xuất hiện, ngựa Thất Tinh ở bên cạnh nàng ta cũng trở nên bất an. Nguy hiểm! Thiếu nữ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, Diệp Huyên nghiêm mặt nói, ta dùng kiếm này, không thành vấn đề chứ. Thiếu nữ lắc đầu. Thì ra một con người có thể vô sỉ đến mức này, ngươi đã đổi mới nhận thức của ta về hai chữ, vô sỉ, rồi đấy. Chương 1747. Đây là ngươi nói đấy nhé. Diệp Huyên. Thiếu nữ nói, ngươi muốn dùng thì dùng đi, người thần quốc ta cũng không phải là không chịu thua được. Diệp Huyên cười, sau đó bảo Tiểu Linh Nhi cất kiếm đi, hắn nhìn thiếu nữ, thiên tài đến từ thần quốc, ngươi xem cho kỹ, ta không dùng kiếm. Không dùng kiếm. Xung quanh trở nên xôn xao, Diệp Huyên này không dùng kiếm. Thiếu nữ nhìn Diệp Huyên, vậy sao, vậy mau để ta mở mang tầm mắt đi. Nói xong, nàng ta âm thầm đề phòng. Diệp Huyên gật đầu, sau đó, giữa chân mày của hắn đột nhiên xuất hiện một chữ không nho nhỏ.
đạo tắc không gian. Vào khoảnh khắc đạo tắc không gian này xuất hiện, không gian xung quanh thiếu nữ lập tức trở nên hư ảo, sau đó, khi nàng ta còn chưa kịp phản ứng đã xuất hiện ở chỗ cách đó nghìn trượng rồi. Mọi người xung quanh sửng sốt. Thiếu nữ cũng ngơ ngác. Vị trí không gian thay đổi. Diệp Huyên nhìn thiếu nữ, ngươi thua rồi. Thua rồi. Thiếu nữ siết chặt tay trái, vẻ mặt nặng nề. Không cam tâm. Đương nhiên là nàng ta không cam tâm. Thua bằng cách thế này, sao nàng ta có thể cam tâm chứ? Diệp Huyên cười, thế nào, thiên tài đến từ thần quốc, ngươi không phục à? Nếu không phục cũng không sao, dẫn ngựa của ngươi đi đi. Ta không ép. Thiếu nữ nhìn Diệp Huyên, đây là ngươi nói đấy nhé. Nói xong, nàng ta lên ngựa, biến mất ở cách đó không xa. Diệp Huyên sửng sốt. Cái gì vậy? Cái quỷ gì thế? Chương 1748. Là tay của người đàn ông. Thật sự đi luôn à? Sự kiêu ngạo của thần quốc đâu? Diệp Huyên ngơ ngác, nữ nhân này sao không đi theo kịch bản thế? Lúc này, một tiếng cười khẩy vang lên trên tường thành, thì ra đây là kiếm thánh thiên tài trong truyền thuyết, chỉ biết dựa vào ngoại vật thôi à? Nghe vậy, Diệp Huyên nhìn lên tường thành, lúc này, người đàn ông nói chuyện cũng đang nhìn hắn. Chứng đạo cảnh. Người đàn ông cũng không lớn tuổi lắm, khoảng 23-24, đạt đến chứng đạo cảnh với độ tuổi này, chắc chắn không phải người bình thường. Diệp Huyên cũng không tức giận, còn cười nói, ngoại vật cũng là một loại thực lực, không phải sao? Người đàn ông cười nhạt, vậy ngươi không thấy mất mặt à? Đối mặt với cao thủ thần quốc lại sử dụng mánh khóe thế này, ngươi không ngại mất mặt nhưng chúng ta đều cảm thấy mất mặt đấy. Diệp Huyên hỏi, vậy sao khi nãy ngươi không xuống đấu với nàng ta? Người đàn ông cười nhạt, muốn xem ngươi biểu diễn. Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Người đàn ông hơi híp mắt, một khắc sau, gã đánh về phía trước một quyền. Vụt! Kiếm của Diệp Huyên chém tới, một cánh tay bay thẳng ra ngoài. Là tay của người đàn ông. Cùng lúc đó, người đàn ông lùi lại mấy chục trượng. Cách đó không xa, Diệp Huyên nhìn gã, nếu xem ta biểu diễn, vậy thì câm miệng cho ông. Người đàn ông đang muốn lên tiếng, Diệp Huyên đột nhiên nhìn thẳng vào gã, ngươi thử nói thêm một chữ nữa xem. Chương 1749. Siết thật sao? Người đàn ông gằn giọng, Diệp Huyên, có bản lĩnh thì ngươi đừng có cầm thanh kiếm kia. Ngươi! Lúc này, một thanh phi kiếm đột nhiên xuất hiện. Người đàn ông còn chưa kịp phản ứng thì đầu đã bị chém bay. Tất cả mọi người đang có mặt đều ngây người. Siết thật sao? Cách đó không xa, máu tươi trong người của người đàn ông đột nhiên biến thành một tia huyết mang bị Diệp Huyên hấp thu, người Diệp Huyên bắt đầu run rẩy. Lúc này, một giọng nói vang lên từ bên cạnh, ai cho ngươi giết người ở đây? Diệp Huyên xoay người, cười tươi, xin lỗi, ta còn muốn giết nữa. Dứt lời, một luồng sáng đỏ đột nhiên bắn ra từ trong người hắn, huyết dịch trong người hắn lại bắt đầu sôi trào. Trong tháp giới ngục, giọng nói của A Việt đột nhiên vang lên, huyết mạch quấy phá, tên này không áp chế được nó. Huyết mạch. Sau khi Diệp Huyên giết người đầu tiên, huyết dịch trong người hắn bắt đầu sôi trào. Mà sau khi huyết dịch sôi trào, trong đầu hắn chợt có thêm một suy nghĩ. Giết người. Rất muốn giết người. Lúc này, kiếm ý của hắn cũng không áp chế được suy nghĩ này. Một người đàn ông trung niên đứng trước mặt Diệp Huyên, lúc nghe thấy Diệp Huyên nói những lời này, ánh mắt ông ta trở nên lạnh lẽo. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, mau đi đi, ta không muốn giết người, không, ta muốn giết người, ta. Diệp Huyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên, một khắc sau, hắn chém nhanh về phía trước. Sắc mặt người đàn ông trung niên lập tức thay đổi, tay cầm trường thương đâm về phía trước. Vụt! Thanh trường thương này vừa chạm vào kiếm thiên chu của Diệp Huyên đã bị chém đôi. Thấy cảnh này, sắc mặt người đàn ông thay đổi, vội vàng lùi về phía sau, mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên tấn công một người đàn ông ở bên cạnh, sắc mặt người đàn ông lập tức thay đổi, xoay người bỏ chạy. Cứ thế, Diệp Huyên điên cuồng chém người, gặp ai giết người đó. Diệp Huyên điên rồi. Vạn Sơn Trường Thành thoáng chốc rối loạn. Không ai ngăn được Diệp Huyên, lúc này, đầu óc của Diệp Huyên rõ ràng có hơi không bình thường, chẳng những thế, hắn còn cầm thanh kiếm nghịch thiên kia trong tay, không ai ngăn nổi một kiếm kia của hắn cả. Lúc này,
một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Người này chính là Sở Chân Nhân. Chương 1750, hoàn toàn không thể khống chế. Diệp Huyên hoàn toàn không quan tâm, giơ tay lên chém xuống một kiếm. Sở Chân Nhân nhíu mày, người lóe lên tránh thoát một kiếm này của Diệp Huyên, sau đó chỉ vào giữa chân mày của hắn. Người Diệp Huyên run lên, một khắc sau, huyết mạch trong người hắn bị một lực lượng thần bí chấn áp. Nhưng chẳng mấy chốc, huyết dịch trong người hắn lại bắt đầu sôi trào, giống như nước đang đun sôi vậy. Ầm, một tia sáng đỏ chợt bắn ra từ trên đầu Diệp Huyên, lực lượng mạnh mẽ khiến Sở Chân Nhân liên tục lùi mấy bước. Thấy cảnh này, sắc mặt Sở Chân Nhân hơi thay đổi, ông nhìn sang một bên, cùng lên. Ông vừa dứt lời, Đường Diêm lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ngay sau đó, hai người đồng thời chỉ vào giữa chân mày của Diệp Huyên, lực lượng mạnh mẽ kia lập tức bị áp chế về lại trong người Diệp Huyên. Nhưng huyết dịch thì vẫn đang sôi trào, không có ý dừng lại. Sở Chân Nhân trầm giọng nói, Diệp Huyên, cậu phải phối hợp với hai người chúng ta. Diệp Huyên gật đầu. Chẳng mấy chốc, dưới sự phối hợp của Diệp Huyên, huyết dịch trong người hắn bắt đầu ổn định lại. Nhận ra điều này, vẻ mặt của Sở Chân Nhân và Đường Diêm đều hơi thả lỏng. Mà lúc này, Diệp Huyên cũng đã bình thường trở lại. Sau khi bình thường trở lại, vẻ mặt Diệp Huyên vô cùng nặng nề, hắn phát hiện huyết mạch này của mình rất có vấn đề. Lúc này, Sở Chân Nhân hỏi, huyết mạch của cậu là gì? Huyết mạch gì? Diệp Huyên cười khổ, ta cũng không biết. Sở Chân Nhân nói với giọng điệu nặng nề, huyết mạch này của cậu rất không bình thường, mà bây giờ nó đã thức tỉnh rồi, có thể bị kích hoạt vì cảm xúc của cậu bất cứ lúc nào, nhưng cậu bây giờ lại không áp chế được nó, cho nên cậu phải khống chế cảm xúc của mình, hiểu chưa? Diệp Huyên gật đầu, được. Cảm xúc. Hắn cũng phát hiện huyết mạch này có liên quan với cảm xúc của mình, cũng như khi nãy, lúc hắn muốn giết người, huyết mạch này sẽ tự động kích hoạt. Hoàn toàn không thể khống chế. Phải cẩn thận. Vẻ mặt Diệp Huyên dần trở nên nặng nề, dù sau khi huyết mạch này được kích hoạt có thể đạt được lực lượng mạnh mẽ, nhưng hắn hoàn toàn không điều khiển được nó, hắn không muốn mình bị nó khống chế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 43.